Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, có những lúc mà mình gặp khó khăn, có những lúc mình gặp cái nguy khốn. Đây là lời dạy của người xưa mà ứng dụng trong tinh thần của đạo Phật á, sẽ giúp cho mình rất là nhiều cái bài học hay. Và khi mà thầy đọc đến cái câu này á, thầy thấy rất là nhiều cái ý pháp ở trong. Và trong cái buổi chiều hôm nay á, thầy sẽ giảng đến quý vị cái câu này, cũng như là thầy sẽ dẫn chứng một số cái bài kinh Phật dạy trên cái tinh thần mà chúng ta sẽ học về cái ý niệm là cư an tư nguy á. Đó, cư an tư nguy, để nói lại ha. Đó, có nghĩa là khi mà mình sống trong bình an, trong an bình, trong an lạc, mình hãy nhớ đến những lúc khó khăn, những lúc nguy khốn. Vậy thì nhớ đến để làm gì? Nhớ đến những lúc khó khăn, nguy khốn như vậy để làm gì? Để cho mình chuẩn bị tinh thần. Đó, chuẩn bị tinh thần. Và chuẩn bị cái lúc đó đó, và chuẩn bị cho bây giờ. Đó. Và từ đó mình sẽ phân tích ra rất là nhiều cái ý hay trong cuộc đời. Ví dụ như là mình bây giờ còn trẻ, theo cái tinh thần của bài học này nha, mình còn trẻ thì mình hãy nhớ đến lúc già. Đó. Bây giờ trẻ nè, đi chùa nè, mà đôi lúc đi còn mệt mỏi nữa phải không? Bây giờ còn trẻ nè mà ngồi thiền có một chút mà đau lưng, đau chân quá trời đó, huống chi là già. Đó. Phải nghĩ vậy đó. Nên trẻ mà ráng mà học, ráng mà tu. Chứ không phải nói thôi bây giờ còn trẻ mà khoan khoan lớn lớn một chút rồi đi chùa, lớn lớn một chút rồi tu. Nhưng mà nếu mà mình học theo cái tinh thần cư an tư nguy á, khi còn trẻ mình nghĩ đến lúc già, đó, lúc đó già bệnh rồi sao mà tu. Rồi chưa kể bây giờ trẻ chứ chắc gì mình sống tới già, đúng không? Chắc gì mình sống tới già. Vô thường nay mai đâu có biết được. Cho nên là lúc trẻ nhớ đến lúc già, lúc khỏe nhớ đến lúc gì? Lúc khỏe nhớ đến lúc bệnh. Ngồi đây thì thế nào ai cũng có bệnh rồi đó, bệnh ít hoặc bệnh nhiều, bệnh sĩ hoặc bệnh lẻ thôi, đúng không? Ai cũng có bệnh hết đó. Mà bây giờ á, mình đang khỏe nè, mình nghĩ đến cái lúc bệnh để làm chi? Bây giờ khỏe đó còn tu được mà không chịu tu, đến lúc bệnh sao tu, đúng không? Đau răng thôi tu nổi không? Thì đau răng là hết ngồi thiền luôn. Ngồi hồi cái niệm ân Phật, cái niệm hơi thở, niệm hồi ra Panadol thuốc giảm đau không à. Đó, là nó thiệt, đau lắm không có tu nổi. Rồi mà quý vị tê chân thôi là quý vị ngồi hồi cũng phải nhích qua nhích lại. Ai mà bị đau lưng á, chân mà đau quá, rồi lưng mà đau quá nha, vai cổ gáy mà cứng quá, ngồi thiền hồi đau dữ lắm. Nhá, bây giờ còn khỏe vậy đó, mày nghĩ đến cái lúc già, khỏe vậy mà tu còn không nổi nữa. Khỏe vậy mà tu còn không nổi, huống chi mà lúc mình bệnh, để làm chi, bây giờ phải cố gắng mà tu. Với cái thứ hai nữa, ráng giữ gìn sức khỏe cho tốt. Đó, rồi, lúc mà vô sự á, phải nghĩ đến lúc hữu sự. Bây giờ xung quanh mình, mọi cái mình thấy bình an nè, an nhiên nè, không có chuyện gì xảy ra nè, bình ổn này nè. Nhưng cuộc đời nó không phải vậy đâu, nó không phải ngày nào cũng bình ổn như vậy. Một cái chuyện đớn đau, nghịch duyên trái ngang nào đó, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đúng không? Thì mình nghĩ đến cái lúc hữu sự đó, bây giờ mà lo tu đi, mà lo bòn phước đi, để chuyện nó xảy ra á, có phước á, nó che cho mình, phước á, nó đỡ cho mình. Với lại lúc mà mình có tu như vậy á, mình đối diện cái khó khăn á, nó che chở, nó bảo hộ cho mình ha. Rồi, cái này khó lên nè, bây giờ nâng cấp lên nè. Lúc sống, hãy nghĩ đến lúc chết nha. Bây giờ còn sống nè, mình nghĩ đến cái lúc, có lúc nào mình chết không? Sẽ có không? Có, chắc chắn sẽ chết. Và khi mà chết rồi á, vì nhớ nha, nếu tối nay hoặc ngày mai mình chết với cái tâm trạng này thì mình sẽ đi đâu? Tâm trạng này là tâm trạng nào? Tâm trạng một thúng phiền não, một đống phiền não tham sân si, một đống muộn phiền giận hờn. Mà mình chết với lại cái tình trạng này thì mình đi đâu? Có nghĩ đến cái đó không? Đó, không dễ đâu nha, theo thầy biết không dễ đâu. Ít có ai mà chịu nghĩ đến cái chết lắm. Nhiều khi nghe thì nói vậy thôi, mà để mà niệm chết á, cảm giác mình muốn sống hoài à. Nhiều khi thầy nghĩ á, có những lúc mình sợ chết, cái mình nghĩ, ủa nếu mà các vị trước không chết rồi sao ta? Mình nghĩ lại 100 năm trước rồi ha, không còn ai hết trơn. Những vị mà trước đó 100 năm không còn ai. Thật là có còn thì vài trường hợp rất là đặc biệt sống thọ thôi. Và rồi mình 100 năm sau mình cũng phải đi nữa. Và nếu mà 100 năm sau mình không đi và người khác không ai đi hết rồi sao? À, cho nên là cái này là tiến bộ hơn một chút á. Lúc sống mình nghĩ đến lúc chết.
Và nếu bây giờ mình sống nè, cái này trong kinh Phật dạy nha, hôm nào thầy sẽ giảng cái bài niệm chết cho quý vị, và đó cũng là một cái đề mục để mình hành thiền á, là lúc sống mình nghĩ đến lúc chết để ăn chi, để mình nghĩ coi nếu bây giờ mình sống với cái tâm trạng này nào thì mình chết mình sẽ đi đâu. Có cái nào quý vị nghĩ vậy không? Bây giờ mình còn giận như vậy nè, chết đi đâu đây? Chắc chắn nó về cõi khổ rồi. Bây giờ mình thiếu phước cỡ này nè, chết rồi sao đây? Bây giờ mình không có tu như vậy nè, chết rồi sao đây? Mà trong kinh Phật nói là nếu ta chết với cái tâm trạng này thì sẽ như thế nào, thì sẽ đi đâu đó. Rồi khó hơn nữa nha, mà thường là Phật tử mới nghĩ được cái này nữa nè. Mình sống đời này phải nghĩ đến đời sau. Cái này khó hơn chưa đó. Quý vị nghĩ dễ không? Nghe qua có vẻ dễ đúng không? Tại vì mình tin có kiếp trước kiếp sau. Nhưng mà để cho mình có được một cái suy nghĩ là sống đời này mà nghĩ đến đời sau á, tự nhiên mình có cái trách nhiệm với đời này lắm. Mình có cái trách nhiệm lắm. Tại vì mình biết rằng bây giờ mình tạo cái gì là mình sẽ lãnh cái quả đó đó. Mình nhìn những cái người khổ, cái người bệnh, cái người xấu, cái người khổ đủ trăm đường hết, do những cái ác nghiệp nào đó trong quá khứ nó trổ quả. Thì mình cũng vậy đó. Nếu mà mình sống với những cái ác nghiệp như vậy nào, mình chết những cái đời sau kiếp khác mình phải trả cái quả. Ngay cả khi bây giờ mình sống với cái tâm trạng nào thì sao ạ? Mình đã đang kín đáo sao mở cho mình một cái cõi giới để mình tái sanh tương ứng với cái tâm trạng của mình. Cho nên nó nâng cấp khó hơn một chút nha. Sống đời này mà nghĩ đến đời sau là khó lắm đó. Khó nhất nè, sống trong ràng buộc, sống trong khổ đau, sống trong sinh tử mà nghĩ đến cái giải thoát á. Cái này là thầy nghĩ chắc rụng gần hết luôn rồi đúng không? Ngay cả Phật tử, không phải Phật tử nào đi chùa cũng nghĩ đến cái chuyện giải thoát được đâu. Như hồi nãy thầy nói cái bài kinh đó nhớ không? Đó, có năm cái quá trình mà mình đi tìm đạo để học đạo đó. Như là những cái người đi tìm cái gọi là cái lõi cây. Và đầu tiên là ở cung kính lợi dưỡng, thứ hai là có giới, thứ ba là có định, thứ tư là có thần thông thắng trí, và cuối cùng là cái giải thoát thánh quả niết bàn, thì mới là cái cuối cùng. Nhưng mà ít có khi nào mà mình nghĩ được như vậy luôn á nha, chứ đừng có nói mà đi tới đó. Nghĩ được là một chuyện mà đi tới đó là một chuyện. Thì bây giờ mình sống trên cái tinh thần học cái bài cư an tư nguy á, sống mà đang sinh tử đây nào, mình nghĩ đến cái giải thoát. Dễ không? Cực kỳ khó nha. Thì thầy mong quý vị khởi được những cái ý niệm này. Mà khi khởi được những cái ý niệm này á thì mình mới lo tu. À, bây giờ mình ngồi đây tạm gọi là bình yên đúng không? Mình tạm gọi là may mắn. Cái này là một người cha dạy cho con nha. Mình tạm gọi là may mắn. Ai mình tạm gọi là no ấm. Ai biết cơ trời vần xoay, lòng tốt gửi vào thiên hạ, biết đâu nuôi bố sau này. Đây là một cái bài thơ mà một người cha dặn người con. Gọi là mình tạm gọi là no ấm. Đó, con thấy không? Cha với con tạm gọi là no ấm. Ông dùng cái từ hay không quý vị? Tạm thôi. Cho nên ở đây mà quý vị nào mà có nhắn tin cho thầy á, thường hỏi thầy khỏe không á, thường thường thầy nhắn sao? Nhớ không? Có ai nhắn với thầy rồi mở điện thoại ra coi phải không? Thường thầy nhắn lại sao? Nếu mà bữa nào thất niệm lắm á, thầy mới nhắn là thầy khỏe nha. Thầy nói thiệt, lúc mà thầy nhắn như là thầy đối với thầy là thất niệm á. Thầy thường nhắn là thầy tạm ổn. Không, đa phần thầy nhắn thầy tạm ổn không à. Thiệt. Tại vì thầy biết ngay lúc đó nếu mà thầy đang bệnh đó nha, mà còn nhắn được cũng may, cũng đang tạm ổn. Mà ngay lúc đó thầy cũng hơi ổn ổn á, thì rõ ràng mình đang tạm thôi. Tại vì không biết chiều nay mình bệnh hay không. Dĩ nhiên là mình nhắn thầy khỏe thì cũng được, không có sao. Nhưng mà thầy sợ luôn á quý vị. À, tại vì thầy thấy là đúng là cái thân của mình nó vô thường lắm, mới đó cái bệnh đó à, cho nên nhanh lắm, cho nên thôi mình tạm ổn. Cái người cha dặn con mình tạm gọi là no ấm. Ai biết cơ trời vần xoay, thì cái ở đây người cha dùng là cơ trời, nhưng mà mình hiểu theo Phật pháp đó là gì? Ai biết cuộc đời vô thường thay đổi, hoặc một cái nghiệp nào đó nó trổ đúng không, nó vần xoay nó thay đổi, đâu có biết được. Lòng tốt gửi vào thiên hạ, con cứ đối xử tốt với nhiều nhiều người đi, biết đâu nuôi bố sau này. Chính cái lòng tốt của con đối xử với nhiều người đó chính là con đang giúp cho bố đó. Cha dạy con hay không? Nó rất là tuyệt vời ha. Cho nên á, hôm nay mà mình ngồi đây được á, mình nghĩ được trong cái khổ đau, trong cái sinh tử mà mình nghĩ đến cái chuyện giải thoát á, nó là một cái điều rất là đặc biệt nha. Gọi là mình rất là xuất trần á, mình mới nghĩ được những cái tư tưởng đó. Và có một điều mà thầy rất là muốn nói với quý vị một cái ý này trong cái bài giảng này nè. Là hôm bây giờ mình đang có phước, mình phải nghĩ đến cái lúc gì? Hết phước, cạn phước.
Thật ra nhìn một người mà biết người đó hết phước cạn phước hay không khó lắm, thật sự rất là khó nha quý vị. Tại vì nó nằm trong cái phạm trù gì ha? Nằm trong một trong bốn cái phạm trù mà với phàm phu thì gần như không biết rõ, nhớ không? Đó, Phật giới, thiền giới, thế giới và quả vị thục của nghiệp. Cho nên biết được một người có thiện nghiệp, ác nghiệp, nó chỗ, nó chính lúc nào thật là khó. Khó mà biết tới nơi tới chốn. Mình chỉ có thể nhìn cái người đó không có học, không có tu, khổ trăm đường hết, thì mình tạm gọi người đó là người vì thiếu phước thôi. Chứ thật sự nha, thật sự có thể người đó không có thiếu phước, còn có thể phước người đó nhiều lắm, nhưng mà họ đang trả một cái ác nghiệp gì thôi. Nên rất là khó nói, đúng không? Nhưng mà thôi thì bây giờ mình cứ nhìn hiện tại của mình nè. Trăm đường khổ, khổ đủ đường, ít nhất là không biết được Phật Pháp nữa. Sống trong tà kiến kiên cố nữa, bao nhiêu cái khổ nó bủa vây mình hết. Thôi cứ cho như vậy là mình đang rất là thiếu phước đi. Và bây giờ nè, mình đang nhìn hiện tại của mình nè. Bây giờ thầy kể quý vị một số cái phước quý vị đang có nha, được không? Kể cho mình thấy mình ngon lành lắm. Đó, được thân người cái là ngon lành chưa? Đó nè, bây giờ được cái thân người thôi là thấy là trong những mà gọi là những con rùa mù mà nó trồi lên mặt biển mà nó đụng cái bọng cây là có danh sách của mình đó. Nó đầu tiên được cái thân người, mà đâu phải thân người nào cũng được lành lặn đầy đủ đâu, phải không? Đó, có nhiều người quý vị biết đâu phải lành lặn đầy đủ đâu. Mình được thân người lành lặn đầy đủ, sáng suốt, thông minh, đẹp trai, đẹp gái, dễ thương quá chừng luôn, mạnh khỏe nữa, mạnh khỏe. Rồi gia đình có tạo điều kiện cho mình, có ăn, có học, thông minh, sáu căn đầy đủ, và đặc biệt bây giờ gặp thêm Phật Pháp nữa, toàn là cái phước không. Vậy thì bây giờ tinh thần này mình trong cái lúc mà mình có phước á nha, mình phải nghĩ đến lúc mà hết phước thì sao. Mà cuộc đời nó khổ, cuộc đời nó lạ vậy đó quý vị. Khi mà mình hết phước rồi thì sao? Đụng cái gì là vỡ cái đó, đụng cái gì là vỡ cái đó, đụng cái gì là đổ cái đó, vỡ cái đó. Thì hôm trước trong cái bài mà Phật dạy cách vượt qua sợ hãi bất an trong kinh Đầu Ngọn Cờ đó, thầy có chỉ cho quý vị một cách đó, quý vị nhớ không? Khi mà mình làm cái gì á, dự định làm gì cái gì á, mà mình cứ thấy người mình sao? Nói sao? Cứ sợ hãi bất an lo hoài, chiều nay lo đói không? Có sợ chiều nay đói không? Ai chiều nay sợ đói đưa tay thầy coi. Chúc mừng những người có phước. Không, thầy nói thiệt đó. Tại sao quý vị không sợ đói? Quý vị sẽ trả lời là chiều nay chùa có nấu ăn, đúng không? Đúng, đúng. Nhưng mà quý vị nghĩ đây không, nghĩ kỹ lại thì không phải như vậy. Là do mình có cái phước về lọc ăn. Mình có cái phước về ăn. Chứ còn không, mình cái những người mà hết phước về đồ ăn á, cứ ngồi đây cứ sợ trời không biết chiều của chùa có cho ăn không nữa. Cái dù biết á là chùa có nấu ăn đó, không biết chùa chiều nay có cho ăn. Chùa có nấu ăn mà. Nhưng mà không biết chùa nấu ăn vậy, không biết có cho mình ăn không nữa. Nó lạ đó. Nhiều khi có những người đấy mặt cái ghét cái không cho tôi bị nhiều chỗ rồi. Cái xong đó, không, chùa thương mà, thế nào chùa cũng cho mình ăn mà. Đúng rồi, chùa cho mình ăn nhưng mà không biết mình xuống còn phần không nữa. Có nghĩa là khi mà thiếu phước nó nghĩ vậy đó quý vị. Mà đúng thiệt, xuống cái hết phần là thiệt luôn quý vị. Thì nhớ hôm trước ngài thầy kể ngài gì? Losaka Tí Xá đó. Ngài mắc vô cái nghiệp là nghiệp không bao giờ được ăn một bữa cơm no. Cho nên khi mà ngài đi bát á, thì sao? Là khi người ta cúng vô bát ngài một muỗng cháo thì người ta nhìn vô thấy một bát cháo. Trời ơi, cái nghiệp của ngài nó khủng khiếp không? Nghe lại câu chuyện đi, quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa, xí răng gãy tầm đó. Quả báo ăn cháo, ăn cháo xong gãy luôn cái răng, hết cái răng ăn cháo luôn. Ăn cơm gãy đũa, ăn cơm có đôi đũa gãy luôn đôi đũa luôn. Rồi xỉa răng có cái tâm gãy luôn cái tâm luôn. Coi như là hết phước mà nghiệp nó trả rồi, nó vậy đó. Cái khủng khiếp đó, hôm trước thầy giảng ngài Losaka Tí Xá đó, vì cái nghiệp đố kỵ và quăng cái thức ăn của người ta gửi cho một bậc thánh, ngài quăng đi, ngài giấu trong cái đống lửa và mắc cái quả báo cứ đói, làm ngạ quỷ đói, làm chó đói, làm người đói. Rồi làm cái gì xui cái đó, nhớ không? Làm cái gì xui cái đó. Lên thuyền thì sao? Cái thuyền người ta đang chạy, cái có ngài lên làm xong cái thuyền đứng giữa biển luôn, bốc thăm đúng ngài, xui xẻo. Thay vì bỏ xuống là thôi, người ta nói thôi bốc lại, cái trùng hợp bốc lần thứ hai, cái thăm xui xẻo đó cũng dính vô ngài, bốc 7 lần dính vô ngài luôn, buộc lòng người ta phải thả ngài xuống biển luôn cho ngài chết. Nhưng mà cái phước có một kiếp ngài giữ giới, thế là nhờ cái phước đó nó trôi ngài vô không chết, cũng là cái phước nó đỡ ngài, mà cũng là cái nghiệp nó khiến cho ngài vậy. Bắt đầu cúng vô có một muỗng cháo thì thấy cái bát cháo nó đầy. Sợ không? Nghe những câu chuyện này mình sợ cực kỳ luôn quý vị. Đâu có biết được có khi mình chết đói không? Không nói được nha. Cho nên là bây giờ mình nhìn lại mình có cái phước á. Cho nên mình phải biết xài tiền cho nó đúng chỗ.
mình biết xài phước cho đúng chỗ thì tốt nhất là như vậy nè. Đây là một người có tu, có phước mà không có hưởng á, thì thành ra thêm có gì nữa, có đức nữa, hiểu không? Mình có khả năng mua cái món đồ đó đó. Thầy nói ví dụ như quý vị có cái khả năng nha, quý vị có khả năng mua cái nhà đó, mua cái xe đó, mua cái dụng cụ đó, mình xét lại cái đó chính đáng mà thiện pháp mà sanh ra phước thì mình làm. Có những cái món đồ mình dùng á, mình chỉ dùng để thỏa mãn cái nhu cầu của mình thôi. Giống như mình đang xài phước hưởng thụ á, thì mình không nên. Nếu là người Phật học Phật á, mình không nên. Mình dùng cái món đồ đó với nó sanh cho mình cái phước. Đó. Có những cái mình có khả năng hưởng phước mà mình không hưởng, mình chỉ dùng trong cái mức vừa đủ thôi. Và mình trên cái nền tảng của cái phước đó, mình tiếp tục mình làm phước tiếp, thì cái đó gọi là tu gì? Tu gì? Đó là tu quả, hiểu không? Quý vị có hiểu tu nhân quả là gì không? Tu nhân là gì, tu quả là gì không? Tu nhân á có nghĩa là mình làm nhiều cái nhân lành thì gọi là tu nhân. Còn tu quả là gì? Tu quả khi mà nó trổ cái quả lành đó thì mình không có tự hào, không có tự cao, không có tự đại, mà mình biết cái quả lành này là mình đang xài đồ cũ, đang ăn cơm nguội, đang ăn mày dĩ vãng thôi, do bao cái duyên nó mới có, mà mình không có cái gì tự hào, tự cao, tự đại nhé nha. Thì cái đó gọi là tu quả. Và trên cái nền tảng của cái quả lành đó đó, mình tiếp tục mình làm cái nhân lành thì nó chuyển qua thành tu nhân, hay chưa? Rồi, và thì nó chỗ cái quả xấu thì sao? Chỗ cái quả xấu thì sao? Thì mình nghĩ vậy nè, không có tự nhiên mà nó cho một cái ác nghiệp như vậy, nó phải có cái gì đó nó mới như vậy đó, chứ không phải tự nhiên nó vậy. Thay vì mình buồn, mình giận, mình than thân trách phận bất công cuộc đời gì đó thì mình không chắc một cái nghiệp duyên nào đây, thì lúc đó mà lo sám hối, lúc đó mà lo tu tập, lo bòn phước, thì cái đó gọi là tu quả, tu cái quả xấu và tu cái quả lành. Biết cách tu chưa? Đó, tu quả là như vậy đó. Còn tu nhân là mình làm cái nhân lành thì gọi là tu nhân lành. Còn tu nhân xấu là mình làm quả, làm nhân xấu thì gọi là tu nhân xấu nghe. Đó gọi là tu nhân tu quả. Thì có một cái điều ở đây là thầy nói là cái chuyện mà cái phước của mình á, thì là người học Phật á, trên tinh thần là của người học Phật thì mình cố gắng đừng có dùng cái gì gọi là quá cái mức nhu cầu, mà nó chuyển thành cái chỗ hưởng thụ. Mà đa phần cái cõi của mình á, là mình rất dễ dính vô cái chuyện hưởng thụ. Nhớ, rất dễ dính vô cái chuyện hưởng thụ. Quý vị mà có tu thì thôi, mình ở cái mức nhu cầu thôi, trong cái khả năng đó. À, mình có cái phước ở cái lọc ăn nha, thì bây giờ mình muốn ăn cái gì có cái đó, ví dụ vậy đi. Nhưng mà không, mình chỉ ăn cái gì vừa đủ thôi. Thì cái lọc ăn, cái phước mà của mình về thức ăn nó chỗ á, thì mình lại lấy cái đó đó, mình lại tặng cho nhiều người nha. Đó, lấy cái đó tặng cho nhiều người. Vậy là quý vị đang tu gì? Vừa là tu quả, vừa là tu nhân luôn, là tu nhân lành tặng cho mọi người đó. Và trên cái quả lành đó mình không có hưởng thụ đó, thì gọi là tu quả. Đẹp không? Đó, rất là đẹp nha. Đó. Rồi, giờ thầy sẽ dẫn một số cái bài kinh nha. Thầy dẫn một số cái bài kinh để mà chúng ta cùng học và để cùng tư duy. Và thầy mong rằng sau cái bài giảng hôm nay á, quý vị sẽ có một số cái tư duy rất là sâu sắc trong Phật Pháp để hướng dẫn, định hướng cho cuộc đời của mình nhé. Rồi, bây giờ thầy mời quý vị sẽ vào cái bài kinh đầu tiên. Đó là Kinh Tăng Chi chương 5 Pháp Phẩm Triền Cái, Kinh Sự Kiện Cần Phải Quán Sát. Thì trong cái bài kinh này, Đức Phật dạy cho mình có 5 điều mà mình cần quán sát. À, 5 điều mà cần quán sát hàng ngày đó nha. Đó, để ăn chi. Để đây, bây giờ mình học nè. Có 5 sự kiện cần phải thường xuyên quán sát, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Tức là với người tại gia hay xuất gia thì có 5 điều mà mình phải cần nên quán sát hàng ngày. Thứ nhất, ta phải bị già, không thoát khỏi già. Rồi, chỉ cần nghe cái này xong, sau này nghe có già xong mình cũng đỡ buồn, đỡ khổ ha. Ai sanh ra phải có sanh, phải có già là chuyện bình thường thôi. Ta thế nào cũng phải già. Và thì khi mà mình quán chiếu á, là bây giờ mình còn trẻ nè, thì thế nào cũng có lúc bị già. Để làm chi? Hồi nãy nói rồi đúng không? Để lúc còn trẻ lo mà, lo mà học, lo mà tu, lo mà bòn phước. Chứ đến cái tuổi già ha, nó có cái chướng ngại không? Cô ơi, cái tuổi già nó có cái chướng ngại đúng không cô? Lát nữa thầy có cái bài kinh dạy cho tuổi già, Phật dạy á nha. Có cái bài kinh lát nữa là mình sẽ học, mình thấy cái tuổi già vào đạo không phải tất cả nha. Không phải người già nào đi vào đạo cũng chướng ngại. Nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật á, Phật nói nếu mà mình để cái tuổi già mà mình mới học đạo, mới tu đạo á, nó sẽ có những cái chướng ngại. Thì đầu tiên Phật dạy mình tư duy quán chiếu là sẽ có lúc mình bị già, chắc chắn không phát ra già.
Thì thế nào là già quý vị? Khoảng bao nhiêu tuổi là già? À, có những người họ có cái phước nha, tuổi của họ 40-50 rồi mà nhìn thấy trẻ lắm ha. Và có những người đó là mà gọi là sao ta, à, mặt phụ huynh tuổi học sinh, đúng không? Có nghĩa là tuổi thì còn nhỏ lắm nhưng mà mặt phụ huynh giống như già trước tuổi vậy đó. À, rồi ta phải bị bệnh không thoát khỏi cái bệnh đó, mình phải cư an tư nguy. Mà bây giờ mình đang khỏe nè, mình quán chiếu sẽ có lúc mình bị bệnh, chứ không phải lúc nào mình cũng còn khỏe đâu. Ai còn nhớ thời Đức Phật, có một vị thánh không bao giờ bị bệnh, sống 160 tuổi luôn, vừa là ông thọ luôn. Ai chị? Tu Bạc Đà La, Thành Kính Phần Ưu, không phải, nhớ không? À, ngài Bạc Cô La nha, Bạc Cô La, Bạc Cô La, ngài Bạc Cô La 80 tuổi mới đi tu, ở ngoài đời hưởng phước rồi giàu có đầy đủ lắm quý vị. Mà để thầy kể lướt cho đời của ngài này nè, không có bị bệnh. 80 tuổi ngài đi tu, ngài sống thêm 80 tuổi nữa là 160 tuổi, mình gọi là ông thọ đó. 160 tuổi mới chết, lạ quý vị, 160 năm sống ở đời không bao giờ bị bệnh dù là bị cảm. Nghe đã ha, hâm mộ ha. Phật còn bệnh nữa mà ngài không có bệnh. Ai cũng bệnh, Phật còn bị bệnh mà ngài không có bệnh. Thì biết cái phước của ngài đặc biệt đến này nè. Khi mà cha mẹ ngài sinh ra thì giống như cái tập tục ngày xưa ở Ấn Độ đem con xuống sông Hằng tắm á, tắm giống như là để mà giống như là chúc phúc cho ngài á, tắm sao lọt luôn. Tắm xong lọt xuống biển luôn. Mà cái phước của ngài á, quý vị nhớ như nè, nếu một cái vị nào mà đời đó có đủ duyên đắc A La Hán á nha, thì trước khi đắc không có cách nào chết hết chứ. Bây giờ dục vô núi lửa cũng không chết nữa, giờ cũng có người cứu à. Với điều kiện là vị đó đời đó đủ duyên đắc A La Hán nha, không cách nào chết hết, đắc đã rồi tùy duyên thì chết. Nhưng mà nếu mà có duyên đắc thì không cách nào chết hết. Nếu mà chưa đắc thì ngài là đời đó ngài có duyên đắc A La Hán. Và thế là khi mà ngài lọt xuống nước vậy, nó xui khiến sao vì có một con cá rất là bự nuốt ngài vô bụng. Nó nuốt vô bụng là coi như là chết gần như 100% chưa? Ừ, gần như 100%, nhưng mà đâu có chết đó. Ngài vô đó giống như ngài vô cái, mình nói giống như vô cái nồi, cái giỏng, ngài nằm ở trong ngón lành vậy đó, không chết. Thì trôi đi sao cái bắt đầu người ta mới bắt được con cá đó vô. Thì bắt vô con cá lớn lắm, người ta mới bán cho một cái nhà đó giống như một cái nhà trưởng giả. Thì quý vị biết cái bà trưởng giả đó, cái người chủ, gia chủ đó, thay vì ngày đó bà mổ cá đúng không? Bà mổ, thường thường mổ cá là mổ trên lưng trước hay là dưới bụng trước? Dưới bụng trước đúng không? Kinh nghiệm dữ ha. À, đó, mấy người ăn đó, đó. Ngày xưa thầy đi ăn chợ, hồi nhỏ đi ăn chợ đi câu cá, trời câu được con cá mừng lắm mấy vị, câu lên mừng lắm, câu được con cá mừng lắm. Ngày xưa mình vui trong ác nghiệp rõ ràng luôn, thầy nhớ rõ ràng là vui trong ác nghiệp, câu được con cá mừng, câu được con lươn mừng lắm, rồi bắt được con cá kè, bắt được con dế mừng lắm mấy vị. Ngày xưa mà không hiểu đạo, không có nghĩ cái chuyện sát sanh là có tội. Thay vì ở gia chủ ngày đó bà mổ bụng cá thì bà bận, bà đưa cái người khác làm, mãi người đó không biết làm, thay vì mổ dưới bụng không, mổ trên lưng. À, và vì mổ trên lưng cho ngài không có chết, không có mổ trúng ngài, nó khiến vậy đó. Và sau khi mà thấy trong bụng tự nhiên có ngài, lấy ngài ra xong người ta ăn mừng, người ta nói nhưng mà đứa con này là trời cho vậy đó, người ta làm cái lễ ăn mừng. Thì bên kia mới đi tìm được, sao bên này biết ra là ngài nằm bên đây, cuối cùng hai bên tới nhận con, bên kia đâu có trả, giống như đứa con trời cho mà cuối cùng ngài có hai người cha, hai người mẹ luôn. Thế là cha mẹ ruột của ngài và người này cũng như cha mẹ của ngài, ngài hưởng thụ đầy đủ các lạc thú của trần gian, đến 80 tuổi đi tu không bao giờ bị bệnh. Với thầy hay ha, đó, nói tôi thưa với đại chúng là để cái này thầy nói thôi, cái này thì cái cá nhân của thầy thôi, thì dĩ nhiên thầy cũng nghe một số thầy giảng cái này, nhưng mà cái này là cái duyên của mỗi người nha. Hồi nhỏ khi mà thầy mới đi tu á, thầy giống như thầy có một cái trực giác, cái này thầy kể riêng của thầy thôi nha, không biết có mê tín hay không. Thì lúc mà nhỏ tự nhiên thầy có một cái cảm giác quý vị là mình nó là hay mắc bệnh lắm, thầy cảm giác mình hay bị bệnh lắm, mà tự cảm nhận lo sau này sợ mình bị bệnh nằm một chỗ, à cái sợ vậy đó, có một cái trực giác sợ vậy. Thì mới lên sám hối với Phật và mới nguyện nha, thì nguyện là xin Phật á cho con trả. Thì nó cái giống như thầy 17 tuổi mà rất là ngây ngô thôi, xin với Phật cho con trả cái nghiệp sát hay là cái nghiệp bệnh đó, cho con trả từ từ, cho con trả từ từ chứ đừng có trả liền đó. Thay vì trả liền nằm một chỗ thì thầy mới xin Phật cho con trả từ từ. Giống như quý vị cứ hình dung đi, bây giờ mình nợ người ta 100 triệu,
người ta đòi 100 triệu mình không có tiền trả, thôi cho tôi trả, một tháng tôi trả 1 triệu, ví dụ vậy, thì một năm mình trả mười mấy triệu đi, 12 triệu thì cả gần 10 năm mình mới trả hết. Đó, thì kiểu như vậy đó, thì xin cho con trả cái nghiệp bệnh này, trả từ từ, cho con đủ sức khỏe để con tu, con học. Và giống như là khi con đủ sức khỏe, một cái tâm rất là ngây thơ, thầy thưa với Phật vậy, khi con đủ sức khỏe, con tu, con học vậy đó, thì con có cái phước, thì cái phước đó con sẽ bù lại cái nghiệp của con. Nó dễ thương vậy đó. Mà quý vị biết không, là từ lúc thầy khấn xong lúc nào cũng bệnh. Thầy nói thiệt luôn, đến lúc nào thầy cũng bệnh. Thầy để ý nha, bắt đầu trong người thầy nó có 7-8 cái bệnh vậy đó, bệnh cơ bản, bệnh cơ bản, bệnh lai ra vậy đó. Hết bệnh này xong là chuẩn bị qua bệnh kia. Lúc nào tôi thấy thầy cũng bệnh hết trơn á. Đến nỗi mà có một lần bắt đầu thầy than thở nè, thầy mới kể câu chuyện thật. Than thở rằng nhớ là bữa đó thầy đi giảng ở đâu, không biết cái chùa nào, thầy về khuya lắm, đi ngang cầu Bình Triệu. Ngang cầu Bình Triệu trời mưa gió mà đi nó lạnh run luôn quý vị. Mưa gió lạnh run luôn, cái thầy còn nhớ cái đoạn mà thầy than là cầu Bình Triệu nữa mà. Đi ngang, trời ơi sao mà con cố gắng, con tinh tấn ráng tu học rồi làm phước này kia rồi sao bệnh hoài vậy ta. Đó, có một chút than vậy thôi. Bắt đầu về phòng xong tắm rửa lau người xong đó thì mưa nó cảm lạnh á. Cái vừa cái sao đây thầy đang dọn dẹp sắp xếp lau người xong thì tự nhiên ai nhắc vô tai thầy đó. Ủa xin trả từ từ rồi mà. Không có này thầy nói thì cho nên thầy nói thôi, nếu quý vị nói thầy mê tín thầy chịu, đây là một câu chuyện cứ cho là trùng hợp đi nha. Tự nhiên thầy nghe câu đó xong thầy tàm quý quý vị. Tàm quý giống như thầy mắc cỡ thầy nói ủa xin cho đã rồi bây giờ than. Đó sao sẽ vô thầy sám hối liền. Vô thầy sám hối liền dạ. Cũng như con lúc mất chánh niệm con khởi lên cái ý niệm như vậy á, con biết cái nghiệp của con vậy cho nên con xin với Phật trả từ từ, thì thầy không biết trong cái tâm linh như thế nào. Nhưng mà sau đó thì thầy vẫn cứ cảm giác là thầy cứ bệnh lai rai, mà khi bệnh thì bây giờ phải tập thể dục, phải uống thuốc thôi. Đó, bệnh thì tập thể dục thì uống thuốc chứ không có than nữa. Không có than nữa. Và thầy thì với quý vị thì sao không biết, nhưng mà với bản thân thầy thì thầy tin. Nha, thầy tin. Thì trong cái nhân quả nó như thế nào thì mình không biết, nhưng mà thầy có một cái lời khấn nguyện như vậy. Và sau này thầy cứ thấy thầy bệnh lai rai thì bệnh thì ráng uống thuốc, bệnh thì ráng tập thể dục, rồi bệnh thì ráng tu học thôi. Rồi còn cái mà cái than thở thì không dám than nữa, than lần bị trách rồi hả, xin rồi bây giờ than rõ ràng luôn cái gì. Thì giống như mình nó giống như chư thiên mách bảo hay sao thì mình không biết. Thì ở đây á, khi mà mình bệnh á, mà bệnh nhẹ nhẹ mình còn tu được đúng không, bệnh nặng rồi đâu có tu được. Đó, thôi ráng cố gắng đó, cư an tư nguy nha. Thôi bây giờ mình không có đến nỗi bệnh quá nặng, thì phải lúc an này, phải nhớ lúc nguy cấp là mình bệnh nặng rồi sao mà tu, nằm trên giường bệnh rồi sao mà tu. Lúc mà mình chết đó quý vị nhé, lúc mình chết mà chết trong cái lúc mê man bất tỉnh rồi rất là khó để mà tu tập được. Đó, rồi Phật mới dạy tiếp là gì? Ta thế nào cũng phải chết. Rồi bây giờ thầy dạy cho quý vị cách hành thiền đề mục niệm ân, xin lỗi, đề mục niệm chết nha, đơn giản lắm. Đề mục niệm chết đó, tức là mình niệm như thế nào? Ta chắc chắn sẽ chết, 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 ta chắc chắn sẽ chết. Đó, đơn giản không? À, đơn giản vậy đó, ta chắc chắn sẽ chết, hay là ta thế nào cũng chết, ta thế nào cũng chết, ta thế nào cũng chết. Thường trực, sống với lại cái suy niệm đó, gọi là đề mục niệm chết đó. Và niệm chết rồi mới giúp cho mình tinh tấn được, mình tinh tấn, mình cố gắng, mình tu tập được. Tại vì nhiều lúc mình hay nghĩ mình sống hoài lắm, đúng không? Dù mình biết là chắc chắn mình chết đó, nhưng mà mình ít có nghĩ đến cái chết tại vì mình sợ. Nên mình niệm đối diện với cái đó để cho mình có cái can đảm, không có sợ chết. Ta chắc chắn sẽ chết, 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 ta chắc chắn sẽ chết. Thì lúc sống nghĩ đến lúc chết như vậy thì cái đó là tinh thần cư an tư nguy. Và vừa rồi là thầy chỉ cho quý vị cái đề mục niệm chết là như vậy đó. Và quý vị ở đây, nhất là những người mà lớn tuổi một chút đó, thì càng nên niệm cái đề mục này nữa. Ta chắc chắn sẽ chết, ta chắc chắn sẽ chết. Và quý vị nghĩ coi, nếu mình chết trong trạng thái nha, thầy nói ví dụ nè, trước khi chết mình hôn mê, coi như lúc đó là sao? Lúc đó là cái tâm tử nó xuất hiện thôi, tùy duyên, cái đó là tùy thôi. Cái đó gọi là, mình nói vui theo đời là hên xui. Cái nghiệp nào nó chỗ lúc đó là gọi là hên xui, đúng không? Hên xui thôi. Nếu mà một cái kho nghiệp của mình đó nha, mà lỡ, mà trước lúc chết, cái nghiệp thiện nó chỗ thì về cõi lành, cõi trời dục giới hoặc là cõi người. Còn trong một cái kho ác nghiệp đó mà nó chỗ cái ác nghiệp thì thôi, đi xuống. Đó là trong cái trạng thái hôn mê. Và hôn mê là không còn chủ động được nữa. Rồi, bây giờ nè, nếu mà không có gặp trong cái trường hợp đó mà mình có cái giây phút cận tử nha, mình có thể chủ động được á, thì bây giờ mình phải làm sao? Đây,
Bởi vì phải chủ động. Nếu mà có pháp tu, trời ơi, lúc này không có ai giúp mình được hết trơn bằng cái pháp tu của mình. Lúc này quý vị mới thấy một cái đề mục tu nó quan trọng khủng khiếp cỡ nào, đúng không? Lúc đó quý vị biết an trú trong ân Đức Phật, mà đi trong ân Đức Phật như vậy rồi, cái cơ hội sanh thiên nó cao lắm. Hoặc là làm người cao quý, hoặc là an trú trong ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, hoặc là an trú trong hơi thở, hoặc là an trú trong từ tâm, thì cơ hội để sanh thiên dục giới nó rất là cao. Còn nếu mà mình đắc thiền luôn rồi thì là chắc chắn là phạm thiên luôn. Đó là mình chủ động được nha. Thì đó là chủ động được. Thì lúc đó nếu mà được quý vị sắp xếp cái phòng nó đơn giản thôi, nhẹ nhàng, sạch sẽ, có cái hình Đức Phật, được chưa? Rồi có cái gì cần di chúc thì di chúc lại hết đi. Chứ đừng có để lúc đó rồi mà con cái rồi này kia xung quanh mà cứ người này người kia là khổ lắm, không tu được. Lúc đó bao nhiêu cái ác nghiệp á, với lại mình cũng giống như bị động vậy đó. Nếu mình không có cái quyết tâm tu á, không có khởi được cái sự chủ động, chánh niệm của mình tu tập, là giống như cái nghiệp nào nó chỗ thì nó chỗ. Rồi, đó là cái trường hợp mình chủ động trong pháp thiện nha. Mà có những cái trường hợp nó nghịch duyên, là trước lúc mất mình gặp chuyện này, chuyện kia, đau đớn, hoặc gặp những cái người mà họ tới gây thù chuốc án với mình, sau đó ngay trước lúc mình mất á, và mình mất với cái tâm sân, mình mất với cái tâm tham đó, thì cái đường đọa là nó rất là dễ đó. Vậy thì bây giờ ráng nè, những cái đề mục tu này ráng nắm từ bây giờ nha. Sau này thì nói giả dụ nhé, việc đi tới nơi nào đó mà gặp cái sự nguy hiểm nào đó, bây giờ mình có sợ thì sao? Sợ thì nó cũng phải vậy thôi, vì cái lúc đó ai cứu mình? Ai cứu đó? Cái phước nó cứu, với cái gì nó cứu? Nói cho thầy coi, cái một là cái phước. Nếu mình có phước thì mình sẽ không có sẽ bị nạn trong cái đó, hoặc nhẹ cho mình, hoặc nó đẩy mình qua. Với cái gì nó cứu mình lúc đó? Cái tâm tu của mình, nhớ nha. Cái tâm tu học của mình bao nhiêu lâu rồi nè, mình an trú trong cái sự chánh niệm với từ tâm, không có sợ hãi, lúc đó nó cứu mình. Lúc này mình mới thấy cái đề mục tu nó quan trọng ha. Đó, bây giờ mình có cái đề mục ân Đức Phật rồi, đi đâu mình cũng an trú cho ân Đức Phật được hết. Bây giờ nằm trên giường bệnh mà thóp, thì nhớ ân Đức Phật. Đến khi nào mình chìm trong, mình chìm nữa mình đi luôn. Đó là thầy nói là trước lúc mất mình còn tỉnh táo nha. Thì có một cái trường hợp trước lúc mất mình vô hôn mê, là không thể chủ động được nữa, thì lúc này sao? Như thầy vừa nói là sao? Hên xui. Trong cái kho nghiệp lúc đó là hên xui thôi. Cái nghiệp bất thiện, có những cái nghiệp đó, kiếp trước nó, kiếp trước nha, chứ không phải đời này đâu nha. Có những cái nghiệp mà đời trước mình gây, trước lúc cận tử của đời này nó chỗ cũng khiếp không? Một kho mà, đâu có nói trước được cái gì đâu. Phải sợ ha. Rồi, tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Tức là sao quý vị? Tức là mọi cái á, mọi cái mà mình yêu thương, mình thương, mình thích, mình giữ đó, thì nó sẽ bỏ, nó bỏ mình và mình sẽ bỏ nó hết. Nhớ câu thần chú này không? Quá, quá tuyệt vời. Mỗi lần nhắc tới đây thì hãy nói câu thần chú gì? Mọi cái do duyên, đọc nha, đọc theo đi. Mọi cái do duyên mà có, có rồi sẽ mất, không mất trước thì mất sau, mình không bỏ nó thì nó bỏ mình. Sâu chuỗi do duyên mà có, có rồi sẽ mất, không mất trước thì mất sau, mình không bỏ nó thì nó bỏ mình. Vậy bữa nào mất cái sâu chuỗi buồn không? À, thấy không? Mất đó, bây giờ mình biết rồi đó nha. Cái sâu chuỗi này do duyên mà có. Sao có? Do duyên là sao? Do bạn mình tặng. Ngay cả mình mua có phải do duyên không? Phải không? Bây giờ mình mua được cái sâu chuỗi nè, tiền đâu mình mua? Đúng không? Phải có tiền. Cái tiền đâu có, phải đi làm. Làm đâu? Làm trong cái công ty đó. Ủa, công ty đó sao có? Nhà có ông giám đốc, nhà có nhân viên. Ủa, ông giám đốc ở đâu mà có? Ông có cha mẹ ông sinh ra. Ủa, cha mẹ ông sao sinh ra? Cha mẹ ông mới có ăn. Ăn mới có. Ủa, cha mẹ ông ăn gì? Ăn gạo đi, ăn lúa đi, gạo đi. Gạo lúa đâu có, do người nông dân làm. Cuối cùng mình nhìn ra một đống luôn, có sâu chuỗi không à, đếm không ra. Chung chung giếng khởi mà, khủng khiếp không? Và mình biết cái sâu chuỗi nó sẽ mất. Mình không bỏ nó thì nó bỏ mình là sao? Mình không bỏ nó tức là sao? Là mình bữa nào mình nhàm chán nó. Cái sâu chuỗi này chán nó quá. Bữa thấy đẹp thiệt, sau giờ thấy chán quá. Thì đó là mình bỏ nó. Và có những lúc mình chưa có chán nó mà nó bỏ mình. Để đó ra rửa mặt vô không biết ai lấy mất tiêu. Đó là nó bỏ mình, tức là mình chưa có muốn bỏ nhưng mà vì không biết sao đó nó mất, bị ăn trộm, bị nước trôi lửa cháy, hoặc là bị cái gì đó cái nó mất cái sâu chuỗi đó, thì mình bỏ nó, hoặc là
nó bỏ mình. Vậy thì mình biết cái sau chuỗi nó cũng vô thường. Nhưng mà khi nó vô thường rồi, mình có buồn không? Buồn không? Vậy thì bây giờ câu chuyện này mình phải trả lời sao? À, có người buồn, có người không, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy sẽ kể một câu chuyện là tại sao có cái chuyện buồn và không ra nha. Là cái cô này á, là cổ này hay kể hoài luôn, mỗi lần kể lại mắc cỡ quá, nhưng mà nó hay quá quý vị ơi. Cái cô mà cổ có cái gia tài là chiếc xe rim đó, nhớ chưa? Đó. Cổ vô chùa, cổ nghe quý thầy giảng về vô thường, có mọi cái do duyên mà có rồi sẽ mất, mất trước mất sau, mọi cái nó vô thường, nó không có còn hoài đâu. Mà đừng có chấp hoài, con hoài sao được. Và khi mà cổ nghe đại ý cái bài vô thường đó thì cổ giống như cổ hiểu, cổ giác ngộ ra. Và cổ đứng lên cổ cảm tạ thầy. Lâu nay con khổ quá, con chấp là của con, nó mãi ở bên con, nó không có bị vô thường. Cho nên khi mà nó có chuyện này chuyện kia con khổ dữ lắm thầy. Và hôm nay nghe thầy giảng như vậy con cảm ơn thầy, con biết rồi mọi cái là vô thường. Đó, hôm trước nghe pháp cảm tạ vậy. Cái hôm sau gia tài của cổ là chiếc xe rim. À, là cổ đi chợ có chiếc xe rim cổ đi. Thì khi mà cổ vô chợ giống như sơ ý gì đó, để ở ngoài và để luôn cái chìa khóa luôn. Nó hỏi mời anh lấy vậy đó. Thế là cổ vô chút xíu quay ra là mất chiếc xe rim. Và khi mà mất chiếc xe rim xong, cô đứng giữa chợ, cô chửi không còn cái manh giáp nào hết. Cô chửi thằng nào lấy xe tao. Mày sao mày lại lấy xe tao, mày lấy xe tao mày chạy rồi mày chạy vô nghĩa địa mày ở luôn đi. Cô chửi rồi cô chùa ẻ quá trời luôn đó. Thì khi cô ở giữa chợ mà quý vị biết rồi, cô la, cô hét lên như vậy thì những cái người xung quanh á mới thấy, mới coi lại thì ra trong đó có một người mới nhận. Ủa, hôm qua em thấy chị đi khóa tu mà. Hôm qua chị đứng dậy chị nói với thầy là chị hiểu vô thường, chị không có khổ nữa mà. Đó, cô vừa méo máu, cô trả lời một câu vô cùng Phật Pháp luôn quý vị. Nhớ không? Vô thường vừa vừa thôi. Vô thường chiếc xe rim chịu sao nổi. Trời ơi, nó hay khủng khiếp luôn quý vị. Thầy nghĩ đó là câu chuyện vui thôi mà nó hay khủng khiếp luôn, đúng không? Vô thường vừa vừa thôi. Vô thường chiếc xe rim chịu sao nổi đó. Bây giờ lấy cái của tôi cái bánh đi, cũng vô thường đó mà tôi chịu nổi. Nhưng mà giờ tôi có chiếc xe rim làm gia tài của tôi sẽ chịu nổi. Đó, có nghĩa là mình biết vô thường rồi đó mà vẫn khổ, đúng không? Là tại vì sao? Thứ nhất, có khi mình chỉ biết vô thường trên cái trí văn thôi chứ chưa phải là trí tu. Mình chỉ biết mình hiểu vô thường thôi chứ chưa có gọi là thực chứng mà mình chứng ngộ để mà đoạn cái phiền não trong đó. Giống như Visakha đó, quý vị biết cô Visakha nhá, cô chứng sơ quả rồi mà cháu mất á, người cháu mất cô khổ không? Khổ. Chứng quả rồi thì vẫn khổ nha. Quả sơ quả Tu Đà Hoàng đến Anaham mới hết khổ. Anaham mới hết dục, mới hết sân. Đó, thì lúc đó mới có không khóc không buồn nữa. Visakha mới chứng cái sơ quả thôi. Vậy thì quý vị thấy cái câu trả lời Phật Pháp không? Tức là tùy cái mức độ tu của mình mà mình đối diện trong cái chuyện vô thường. Có một lần á, cái cô này là cô là có một cái vị người chồng là một cái đại tướng tên là Bandula. Ông đại tướng Bandula này là ông có 16 người con và ông có 16 người cháu. Toàn là những vị tướng lãnh của thống lãnh của ông và hỗ trợ cho vua Ba Tư Nạc. Nhưng mà cuối đời vua Ba Tư Nạc á, nghe những lời sàm tấu và những người lời vu nịnh của những cái vị quan nịnh thần á, nói rằng nếu mà đức vua á, bị nhặt cha con của cái vị tướng Bandula này nè mà giống như là đảo chính á nha và giết hại vua rồi sao? Ông mới sợ quý vị, trong một lúc giống như là ông quên ơn đi, trong khi nhờ cái ơn của cái vị này đã giúp cho vua Ba Tư Nạc biết bao nhiêu. Và ông quên ơn á, ông mới sắp xếp cho cái vị tướng này cùng những người con người cháu là 32 vị và vị tướng là 33 vị về cái nơi biên cương xa xôi. Ông dựng lên là ở đó có những người mà giống như là họ cần phải về đánh ở cái nơi đó. Và khi mà vị tướng này cùng 16 người con, 16 người cháu tới đó không thấy có chuyện gì hết. Và với cái linh tính của một cái vị đại tướng á, ông linh cảm là có cái chuyện không hay. Nhưng mà bắt buộc phải đi về lại trên cái đoạn đường độc đạo á. Mà đi trên cái đoạn đường đó thì nó giống như giữa hai cái ngọn núi ấy vị. Cái đoạn đường đó thì vua mới cho người á, bắn lại những cái cung tên mà tẩm độc á. Bắn xuống là coi như là ông nè, các con, các cháu chết hết. Là khi mà ông biết cái chuyện đó không có hay xảy ra rồi, ông ráng giữ lại một cái người lính đó. Và ông lấy máu, ông viết một cái bức thư máu. Bức thư máu gửi về cho vợ của ông và gửi về cho những người con dâu đó là anh, các con, các cháu đã trả nợ ơn đất nước xong rồi. Không hề có một cái giận hờn. Hay khủng khiếp quý vị. Và bảo vệ cái người lính đó cho chạy về. Khi mà chạy về tới nhà thì lúc này cái người vợ của ông là đang
Thầy nhớ ông lầm là cô Malika thì phải. Cô đang cúng dường chay tăng. Và cái buổi cúng dường chay tăng của cô hôm đó là có ngài Xá Lợi Phất là chứng minh. Và trong cái buổi lễ đó, trong lúc đang nấu cúng dường chay tăng nha, cô nhận cái bức thư đó, cô giật mình cái thôi. Xong rồi như chưa từng có cuộc chia ly nha quý vị. Cô tiếp tục cô nấu đồ ăn tiếp vậy đó. Nấu xong rồi bắt đầu khi mà lúc mà lên dâng lên cái vẩm Phật cúng dường đến các ngài á, thì lúc đó có một cái người nữ hầu á, mới lỡ làm cho một cái bình á, nó bị bể. Và khi cái bình bị bể như vậy đó, thì có một vị thầy nó thôi cái bình nó cũng vô thường nha, con đừng có buồn cái chuyện bể cái bình. Thì lúc đó khi mà cô nghe cái chuyện đó xong, con mới kể là con nhận được cái tin chồng của con của con, các cháu của con chết trong cái trận đánh này. Khủng khiếp. Và sau đó ngài Xá Lợi Phất mới giảng cái bài về gió nghiệp cho cô. Và sau đó vua Ba Tư Nặc mới hiểu chuyện ra. Và ông rất là hối hận. Thật ra cái vị tướng Bandula này là vua của một cái nước nhỏ. Ông bỏ làm vua để ông hầu vua Ba Tư Nặc, mang ơn đến cỡ nào quý vị. Ông mang ơn cỡ đó, nhưng mà rồi á, thì vì một chút nghe cái lời sàm tấu đó, cho nên ông mới giết cái người ân nhân của mình. Ông hối hận lắm. Ông mới tới ông gặp cái người vợ là ông nói giống như cho ông cái cơ hội để chuộc lỗi á. Thì người vợ này không có xin cái gì nữa đức vua hết, chỉ xin để cho các vị con dâu được tự do cho về quê thôi. Khủng khiếp không? Có tu có học. Và nếu mà mình hiểu cái chuyện này á, thì trong Phật Pháp á, thì đó là không phải lỗi của anh, không phải lỗi của tôi. Và lỗi không phải tại anh, lỗi không phải tại tôi. Tiếp hai câu nữa đi, hay quá, nhớ không? Đọc theo nha, thuộc bài luôn nha. Cái này khó lắm, thôi kệ, cứ đọc, biết đâu có ba la mật quý vị sẽ hiểu được cái này. Lỗi không phải tại anh, lỗi không phải tại tôi, lỗi tại vòng luân hồi đã gây nên như thế. 2, 3. Hay không? Quá, cho một tràng pháo tay, hay quá, hay. Nhiều câu chuyện này lắm, mà thầy thấy những câu chuyện này nói ra được từ miệng của bậc thánh đó quý vị. Mà suy nghĩ lại có đúng như vậy không? Đúng không? Suy nghĩ kỹ lại có phải như vậy không? Có phải vì luân hồi khổ đau, bao nhiêu cái ác nghiệp mình chồng chất nó mới có chuyện ngày hôm nay? Nhưng không, đâu có tự nhiên có cái chuyện đó đâu. Khi mình hiểu đạo á, mà mình thấy được chỗ này á, mình còn muốn trả thù người khác nữa không? Không. Hết muốn trả thù người khác rồi, tại vì mình biết rằng cái vòng luân hồi nó gây lên như vậy đó. Cái người đó hại mình như vậy đó, vì vòng luân hồi đó. Cái này nói trong Phật Pháp nha, chứ đừng có ra rồi tự nhiên cái anh đó, mình tới mình đánh cái anh đó, nói lỗi không phải tại tôi. Cái đó, không phải tại cô chứ tại ai, rõ ràng cô đánh tôi. Thầy Thiện Tuệ nói lỗi không phải tại tôi. Cái bắt đầu hỏi thầy Thiện Tuệ là thầy nào nữa, cái qua tội thầy quý vị ơi. Nghe Pháp nghe cho hết ý, nghe không? Đây là mình đang quán chiếu về nghiệp. Mà thật sự đây là nó là như vậy. Chỉ có nhân quả xảy ra giữa hai người. Cái này giống như mình phải quán chiếu dữ lắm mình mới thấy được. Và mình thấy được như vậy mình mới không trả thù. Nếu mà ai đó mình làm mình thù oán giận hàng dữ lắm á, mình nghĩ như vậy nè, mà sự thật nó là như vậy. Lỗi không phải tại anh, lỗi không phải tại tôi. Lỗi là vòng luân hồi giữa tôi và anh trong nhiều kiếp luân hồi, còn vô minh, còn tham ái, còn si mê, còn phiền não. Và từ cái đó mà bao nhiêu cái oan trái của chúng ta gây ra trong nghiệp luân hồi kiếp trước đến bây giờ. Và đến đời này chúng ta phải trả. Cho nên còn luân hồi là còn hồi hộp, còn luân hồi là còn thương tích. Vậy hiểu cái ý này không? Còn thương tích. Còn thương tích là sao? Là thế nào cũng bị mũi tên nghiệp nó bắn mình. Nó bắn mình bệnh, nó bắn cho mình xấu, nó bắn cho mình nghèo, nó bắn cho mình khổ, nó bắn cho mình đủ thứ khổ hết trơn. Còn luân hồi là còn thương tích. Còn luân hồi là còn nước mắt. Còn luân hồi là còn đớn đau. Còn luân hồi là còn chia ly. Còn luân hồi là còn đau khổ. Nó vậy đó quý vị. Nó cho nên là mình quán cái chỗ này, Đức Phật nói là một lúc nào đó chúng ta cũng phải bỏ lại, dù cái đó mình có thương cỡ nào mình cũng phải bỏ lại ha. Và cuối cùng là Phật nói là ta là chủ nhân của nghiệp đó, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa, tức là cái nghiệp đó do mình tạo ra, và cuối cùng lãnh cái nghiệp đó là do mình. Năm cái điều này nha, mà quý vị thường đọc hàng ngày á, nó giúp cho mình nó tinh tấn tu tập lắm. Rồi đọc lại giùm thầy được không? Được không? Để thầy đọc lại nguyên văn này rồi mình đọc nè. Ta thế nào cũng già, ta thế nào cũng bệnh, ta thế nào cũng chết, ta thế nào cũng bỏ lại mọi cái mà đi, và ta đi với nghiệp của ta. Được chưa? 2, 3.
ta thế nào cũng già, ta thế nào cũng bệnh, ta thế nào cũng chết. Cũng bỏ lại mà đi, và ta đi với nghiệp của ta. Được thuộc bài không? Rồi, đó là cái bài kinh đầu tiên nha, để cho mình quán sát. Rồi, hồi nãy thầy có nói với cụ nè, có một bài kinh Phật dạy về tuổi già nè. Mà bây giờ già là sao? Trong kinh định nghĩa nha, già là sao? Già là trắng nhăn, mắt mờ, tai lãng, tóc bạc, lưng cong, gối mỏi, hết cãi nhau nói. Muốn cãi cãi hết nói. Bắt đầu báo hiệu tuổi già đó. Thì bây giờ á, mình mà thấy bắt đầu chán thì nhăn rồi, mắt thì mờ rồi, bây giờ thầy mà mở kiến ra thầy không có thấy, quý vị ngủ gục thì cũng không thấy nữa. Mắt mờ, tai lãng rồi, đó là dấu hiệu của tuổi già. Biểu hiện ra khuôn mặt là nhăn nheo rồi, bắt đầu mắt mờ, tai lãng rồi, tóc có thì muối nhiều hơn tiêu ha. Thì Phật mới nói thế này, cái người mà tuổi già á mà vào đạo á nha, nó sẽ có mấy cái chướng ngại. Có mấy, có bài, có tài liệu chưa? Trời, có tài liệu phát sẵn luôn. Đúng không? Nhớ không? Có mấy cái? Năm. Diễn nhiên không phải ai già tu cũng chướng như vậy, nhưng diễn nhiên là với trí tuệ của Phật, Phật thấy là số đông. Người già mà vào đạo nha, sẽ có năm cái chướng ngại. Phật dạy ở đâu? Kinh Tăng Chi, chương năm pháp, phẩm triền cái, kinh khó tìm được. Phật nói thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này, tức là lớn rồi mới tu á, thì sẽ khó có năm điều được này lắm. Điều thứ nhất là gì? Thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Là sao quý vị? Tế nhị là sao? Tức là do á, ở bên ngoài lâu quá rồi, nhiễm đời rồi, nhiễm cái thói quen á, nhiễm cái tập khí đời nhiều quá rồi quý vị. Cho nên để khi mà vào đạo á, thì những cái thói quen đó khó lắm. Ví dụ như ở ngoài, thầy nói một người lớn tuổi có con, có cháu nha. Con cháu đi phải thưa ông, thưa bà. Con mới đi học về, nói chuyện xưng hô, lễ phép lúc nào cũng kính ông, kính bà. Bây giờ vô chùa tu, thấy cái người đó không đáng con của mình, nó đáng cháu của mình mà. Nhiều khi nói chuyện với mình cọc lóc, ví dụ vậy. Khi mình giận lên, mình buồn. Tại vì mình nghĩ cái tuổi tôi lớn vậy rồi, ở ngoài do mình quen à, con cháu của mình nói chuyện với mình dễ thương, lỡ mình gặp ai đó không có dễ thương, giống như có cái thói quen đó rồi. Cho nên quý vị phải nghĩ thấy rằng cái chuyện mà nghiệp, cái nghiệp mà lâu ngày nó thành gọi là cái thói quen tập khí khó xử lắm nha. Thì kể một câu chuyện vui thôi. Anh này anh lái xe taxi. Hôm đó anh lái trên cái đoạn đường đó đó, và anh lái tới cái ngã ba, mà anh lỡ á, anh chở khách, anh lỡ anh đi hơi lố một chút. Cái người khách nói anh rẽ phải. Thì khi mà vỗ ảnh một cái, anh hét lên, anh sợ quá trời, anh biểu hiện anh sợ trời ơi, anh sợ giống như sợ ma vậy đó. Cái người khách nó hốt, tôi chỉ nói anh rẽ phải thôi mà, tôi xin lỗi anh nha, tôi xin lỗi anh. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi chạy taxi. Thì ngày đầu tiên chạy taxi thì cũng thấy chưa có cái gì mà phải sợ như vậy. Thì tại sao ngày đầu tiên chạy taxi anh lại sợ như vậy? Là tại vì lâu nay tôi lái xe toàn chở hòm không ạ? Quý vị hiểu không? Lâu nay anh lái xe anh chở hòm. À, chở hòm chứ không có lái xe chở taxi chở người. Mà hôm nay là ngày đầu tiên chạy taxi thì ảnh lâu nay ảnh cứ hình dung là chở hòm thì đâu có ai vỗ ảnh. Mà nếu có vỗ là sao? Hiểu không? Hiểu không? Đó. Cho nên là dù là anh đang lái taxi, người ta vỗ ảnh cứ tưởng là ma vỗ, mà thật ra là ảnh đang lái taxi đâu có ma. Cái thói quen quý vị thấy sợ không? Đó. Có những cái thói quen nha, có những cái thói quen bậc thánh á, bậc thánh rồi vẫn còn những cái thói quen, dĩ nhiên là không có thói quen bất thiện. Ngài nói ví dụ như ngài Ca Chuyên Viên, ngài hay đi nhanh lắm, đi nhanh lắm. Cái ông đại thần Vatsakara, ngài đi nhanh giống khỉ đó. Tại vì cái thói quen của ngài là đi nhanh, cho nên cái ông đó ông thấy nói, ngài đi nhanh giống khỉ, trời ơi Đức Phật biết ông sám hối. Cái riết thời gian cái ông nhiều việc, ông quên sám hối luôn. Ông đại thần của vua A Xà Thế sau này ngài mới nói ông không sám hối, sau này làm khỉ. Thế là ông mới trồng sòi trong Tinh Xá Trúc Lâm để sau này làm khỉ có sòi ăn. Đó, những câu chuyện, những vui mà có thiệt đó là câu chuyện có thật thời Đức Phật. Đó, ngài Ca Chuyên Viên, cái ngài hay có cái thói quen không phải là bất thiện nha, mà cái thói quen của ngài là gì? Cái thói quen hay hỏi đi hỏi lại. Đó, con đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Đang đọc sách. Cái đi hỏi, con đang làm gì vậy? Con đang đọc sách. Ủa, con đang làm gì đó? Con đang đọc sách. Cứ thấy người ta đọc sách rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại.
Thì có một lần đó Đức Phật mới thấy Ngài có duyên ở quê Ngài á, nói con đi về quê để con hóa độ dân ở quê đi. Ngài về, cái ông đó ông đẩy xe lúa. Ủa ông đang đẩy gì vậy? Dạ con đang đẩy xe lúa. Ngài đi một vòng ngài gặp ổng. Ủa ông đang đẩy gì vậy? Dạ con đang đẩy xe lúa. Đi một vòng gặp ổng nữa. Ủa con đang đẩy gì nữa? Con đang đẩy xe phân. Trời ông giận quá. Nói rồi mà cứ hỏi hoài. Mà quý vị biết á, Ngài không có cái ý gì bất thiện, cái thói quen của Ngài thôi. Cái ông đẩy cái xe lúa về, ông mở ra thấy tàn phân không? Rồi ông thấy ông khủng khiếp không? Mở ra thấy tàn phân không? Cho nên nó, cái thói quen mà đi nhanh của Ngài không phải là bất thiện nha. Cái thói quen mà Ngài hỏi đi hỏi lại không phải là bất thiện, nhưng mà nó quen nhiều kiếp rồi. Ví dụ như Ngài Binh Đô Lá, Ngài có cái thói quen Ngài ăn nhiều lắm. Đó, có Ngài thì hỏi đi hỏi lại. Đó, vậy không phải là bất thiện. Và quý vị nhớ vậy nè, những cái thói quen đó, dù là bậc thánh, đến nay là thánh rồi, đời này rồi, vậy mà vẫn có thể phải trả, phải vẫn còn cái thói quen đó, dĩ nhiên không bất thiện. Chỉ duy nhất, nhớ nha, chỉ duy nhất một mình Đức Phật thôi, Đức Phật chánh đẳng giác, mới không còn tiền khiên tật. Nhớ giùm thầy, tiền khiên tật nó dễ hiểu là cái thói quen á, thói quen cái tiền nghiệp quá khứ á, chỉ có một mình Đức Phật thôi là mới không còn cái đó thôi. Còn bậc thánh á, thành thánh rồi mà vẫn còn, thì huống chi là mình, đúng không? Huống chi là mình là thế nào? Ở đây quý vị thấy có nhiều người có thói quen kỳ lắm. Thích một mình nhưng sợ cô đơn. Có thói quen thích một mình nhưng sợ cô đơn. Có người thích thói quen đọc sách. Có người thích thói quen đi du lịch. Có người thích thói quen ở trong phòng xem phim. Có người có thói quen là giống như là làm lâu lâu mình phải chửi người ta mình mới vui. Có những người có thói quen là hay dùng binh khí miệng lưỡi. Vì hiểu binh khí miệng lưỡi không? Bữa nào thầy giảng cái bài binh khí miệng lưỡi nha, tức là khẩu chiến á, mình nói cái lời của mình ra như là dao gì đó để mà cắt người ta cho khổ, mình nói ra như mây á, đẩy cho người ta đi xa, như là khói á, cho mắt người ta cay vậy đó, mà mình thích vậy. Và có nhiều người thấy người ta khóc cái mình vui, đúng không? Chửi người ta khổ cái tối nay mình ăn ngon. Giống như thầy kể đó, ngày xưa thầy câu được con cá con lươn á, thầy vui dữ lắm. Ngày xưa mà chưa hiểu đạo. Và có những người họ làm ác được họ vui quý vị. Thì mình hôm nay mình hiểu đó là cái vui gì? Vui trong ác nghiệp nha. Thì ở đây thì Đức Phật nói á, tuổi già mà ở ngoài đời quá nhiều cái chuyện rồi, cho nên nó thấm rồi, rất là khó tế nhị là cái thứ nhất. Thứ hai, thật khó tìm được một người có uy nghi tốt đẹp. Là tại sao? Thì cũng là do ở ngoài đã nhiễm quá rồi, cho nên bây giờ đi vào tu tập, quý vị biết không? Đi đứng nằm ngồi cái gì cũng phải sao? Cử chỉ mọi cái phải uy nghi dữ lắm. Đức Phật là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nha. Là Ngài đi đứng nói năng động đại cái gì nữa. Ngài cười, có bao giờ Ngài cười dư không? Không bao giờ mà Ngài tự nhiên Ngài cười nha. Không bao giờ Ngài cười không không vậy chứ. Mà Ngài cười một cái là có đại sự nhân duyên không? Cười một cái là biết cô Mạc Lợi chiều nay làm hoàng hậu. Thấy không? Cười một cái biết cái vị tướng này tuần sau chết. Mà trước khi chết đắc A-la-hán. Mà trong khi cái vị này đang hưởng dục. Ngài biết mấy ngày nữa ông chết. Mà trước khi ông chết ông nghe pháp ông đắc A-la-hán là ông mới chết. Phật cười vậy đó. Thấy đặc biệt, Phật tới cái chỗ đó Phật cười. Thầy A Nan thấy Phật cười, cái hào quang phóng ra từ cái chóp răng của Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao Đức Thế Tôn cười? Này A Nan, ngay tại chỗ này, thời Đức Phật Ca Diếp có một cái tu viện ở đây, và Phật Ca Diếp ngồi tại đây, và hôm nay Như Lai ngồi ngay cái chỗ này, Phật cười. Tức là Phật cười là có cái gì đó. Còn mình thấy người ta khổ, cười. Thấy người ta bị xếp la, cười. Thấy người ta bị trừ lương, cười. Hai vợ chồng người ta ly dị, cười. Cho chừa đi đúng không? Ai biểu cái ông đó ông cãi nhau với tôi đó. Có nhiều khi mình cười trong cái sự đau khổ của người khác nhá. Thì ở đây á, mình hiểu rằng trong đời sống xuất gia, đi là phải đi như thế nào, đứng là phải đứng như thế nào. Thầy hãy nói mấy chú đệ tử nè, mấy chú nhỏ nhỏ nhiều khi lên phòng thầy chơi á, ngủ co ro vậy nè, nằm úp vậy nè, cái thầy mới đọc cho cái bài kệ, nhớ không con? Nhớ bài kệ gì? Nằm gì? Nằm úp là gì? Nằm úp là súc sanh, co ro là tôm tép. Cứ thấy đứa nào mà nằm vậy thầy đọc lên, nằm úp là súc sanh, co ro là tôm tép đó. Muốn là tôm tép hay là súc sanh đó, cái này các bài kệ trong ai nghi nha, trong khi các ngài dạy á, cho nên mình tập nằm sao cho cái thế cho nó đẹp đó. Rồi nói cũng phải nói như thế nào, đâu phải cứ nói đúng là nói đâu, đúng không? Đâu phải nói đúng là nói đâu, nói đúng lúc, nói đúng chỗ, nói đúng thời, nói đúng đúng sự thật, nói phải có lợi ích và nói bằng cái tâm từ. Nói như vậy á mới là lời nói thiện. Cho dù mình nói đúng mà nói không đúng lúc cũng không được nữa.
không đúng người cũng không được nữa, mà nói ra không có kết quả lợi ích cũng không nên nói nữa, mà không nói bằng tâm từ cũng không nên nói nữa. Đó, khó không? Rất là khó nha. Rồi, rất là khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi mà nghe nhiều. Là tại sao? Là tại sao? Bây giờ đi xuất gia rồi, tuổi lớn rồi, còn bao nhiêu thời gian đâu, còn nhiều thời gian đâu mà học pháp, mà tu tập, mà nghe pháp học nhiều, phải không? Rồi khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi mà thuyết pháp. Thì nghĩ thuyết pháp dễ hay khó? Đừng nói dễ nha, bữa giờ con thuyết pháp Chợ Đen không, đúng không? Thuyết pháp á, có đọc một cái bài kinh Phật nói thế này nè: khó tìm ở đời thứ nhất là người biết ơn, khó tìm ở đời thứ nhất là người biết ơn, thứ hai là người thuyết pháp, và thứ ba là Phật Chánh Đẳng Giác. Thì Phật Chánh Đẳng Giác là mình cái đó dễ hiểu rồi, người biết ơn coi vậy khó lắm. Nhưng mà cái chỗ người thuyết pháp tại sao khó tìm? Thì phải nhớ dùm câu là gì? Thuyết làm sao? Thuyết đúng pháp nha, thuyết đúng pháp, phải nhớ như vậy. Không phải dễ tìm được người thuyết đúng pháp đâu. Mà khi mà thầy đọc tới đây thầy cũng lo lắm, cái gì sợ giảng sai dữ lắm, khủng khiếp luôn, sợ. Ngày xưa thầy đi giảng mới giai đoạn đầu á, thầy giảng sao trong thính chúng á, là thầy giảng sao trước nhất là cho họ đừng có buồn ngủ trước đã. Nhà nhiều khi cho họ vui họ cười để ăn chi, cho họ không buồn ngủ, nhiều khi cái tác ý của mình vậy thôi, chứ là sợ họ buồn ngủ cái họ không nghe mình giảng. Cái nhiều khi cho họ giảng cho họ vui họ cười, rồi họ nhớ vài câu chuyện câu thơ vậy đó. Thì thầy cái đó thì cũng tốt đi, nhưng mà diễn mình đừng có nói cái gì sai pháp nha. Nhưng mà sau đó thầy mới nghĩ lại, nếu mà trong bài pháp của mình không có nhiều pháp á, cái sau này họ kết nối với mình cái gì ta? Là kết nối với mình là bằng pháp chứ. Mình cho dù bây giờ mình nói một hồi thời gian mình còn gì nữa đâu mình nói, mà bây giờ cái lời của mình sao giá trị bằng lời Phật được? Lời của Phật là giá trị theo thời gian mà. Thế là sau đó thầy chuyển qua thầy giảng kinh, lấy gần như bài giảng nào của thầy thầy cũng trích kinh thầy giảng hết á. Đó, ví dụ như bài hôm nay mình được học mấy bài kinh ha. Chúng ta đang học bài kinh thứ hai đúng không? Đó. Vậy mà nở lòng nào có một giai đoạn nào đó mình nói học một bài đủ rồi thì không có cái ý đó nha. Và rất là khó tìm một người trì luật, là cũng là tại vì cái tuổi già của mình nó bao nhiêu cái chướng ngại hết. Cho nên bây giờ đọc theo thầy nè: chớ đợi tuổi già mới học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh, mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân. Quý vị đọc giống như trưa nay chưa ăn cơm vậy luôn á nha. Đọc rì rì rì, qua bài kinh mới đi. Đọc cái gì mà rì rì, đọc giống như ngày xưa nghe băng cassette, nó giống như sắp bị nhão, phải không? Rồi bây giờ qua cái bài kinh mới nè. Đài Cư An Tư Nguy nè: Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi chương ba pháp phẩm sứ giả của trời, kinh Kiêu Mạng. Đây, cái bài kinh này là như là một cái tiếng, gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mình nha. Phật dạy á, có ba điều đừng có kiêu mạng ở trong đó, nhớ không? Đừng có kiêu mạng ở trong đó. Đó là ba điều gì? Kiêu mạng của tuổi trẻ, kiêu mạng của không bệnh tức là sức khỏe, và kiêu mạng của sự sống. Tức là có nhiều khi á, mình không có học, không có tu, mình không có suy tư đến cái lúc già, lúc bệnh, lúc chết, đời sau kiếp khác á, mình sẽ thấy mình trẻ, nghĩ trẻ hoài. Mình thấy mình khỏe hoài, mình không có bệnh. Mình thấy còn sống, mình tưởng mình sống hoài. Đó, thì cái đài kinh này Phật dạy, nãy giờ thầy nói lướt, và bây giờ có cái bài kinh để chứng minh nè. Là có những người á, họ kiêu mạng, tức là họ kiêu mạng, họ đắm trong cái say xưa là ta còn khỏe, mình không có nghĩ đến lúc bệnh. Ta còn trẻ, không có nghĩ đến lúc già. Và ta còn sống, không có nghĩ đến lúc chết. Đó, và trong cái bài kinh này Phật dạy sao? Say xưa trong kiêu mạng của tuổi trẻ, say xưa trong kiêu mạng của không bệnh, say xưa trong kiêu mạng của sự sống. Này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, về lời nói, về ý. Do làm các ác hành về thân, về lời nói, về ý, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Tức là một người đó, họ sống trong cái kiêu mạng, cứ nghĩ rằng ta còn khỏe, không có bệnh đâu. Ta còn trẻ, không có già đâu. Ta còn sống, không có chết đâu. Mà giống như mình say sưa trong đó vào, còn khỏe mà, tha hồ ăn chơi, tha hồ hưởng thụ. Còn khỏe mà, không có bệnh mà, còn sống mà chưa có chết mà, tha hồ làm cái bất thiện pháp. Và khi mà bất thiện nghiệp nó trổ rồi thì sẽ đọa vào những cái ác thú, đọa xứ địa ngục. Đó. Đây là ba cái nội dung mà Phật dạy nha. Mà không khéo mình dễ mắc vào cái này không? Dễ không? Dễ nha. Còn khỏe mà, còn trẻ mà, còn sống mà. Đó là một cái bài kinh.
Rồi bài kinh kế tiếp, bài kinh thứ tư mà chiều hôm nay chúng ta được học. À, bài kinh này thầy cũng đã nhiều lần dẫn chứng rồi, và trong cái bài kinh này có mấy cái ý rất là hay để cho quý vị kinh động tâm nè. Kinh Tăng Chi chương 5 pháp phẩm truyền cái, kinh thời gian để tinh cần. Tức là trong cái bài kinh này Phật nói với mình rằng là cái thời gian nào thích hợp để cho mình tu. Đúng không? Có nhiều người hỏi thầy, trong ngày của con á thì con tu cái giờ nào là cái giờ giống như là thích hợp nhất á, lợi ích nhất á? Thì theo quý vị là giờ nào? Giờ nào? Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối? Hả? Buổi sáng thì ngủ ngon quá, buổi tối thì mệt, buổi chiều thì giờ đó ngủ cũng ngon, thấy không? Buổi sáng thì đang nấu ăn. Thực ra là diễn nhiên nha, nếu mà mình có thời gian sắp xếp cái giờ mà mình tỉnh nhất á, mình tỉnh táo nhất là buổi chiều này nè. Buổi chiều nha, chứ không phải buổi sáng nha. Buổi sáng là tâm nó mới thức giấc nha, buổi chiều. Nhưng mà buổi chiều mình nhắm mắt chút xíu là buổi chiều mà hành thiền là tỉnh táo lắm. Buổi sáng thì mình hành thiền một chút rồi tụng một bài kinh ngắn gì đó. Mà buổi sáng sớm á, thì hiển nhiên là tùy cái thời gian của quý vị nữa. Tại vì đó là thầy nói với một người hành thiền một ngày 8 đến 10 tiếng á. Yeah, còn mình ngày hành có 8 đến 10 phút mà không biết hành buổi nào. Trời ơi, buổi nào được hay buổi đó chứ, đúng không? Mình giống như tu bòn tu mót là có lúc nào hành thiệt được là hành, lúc nào an trú trong hơi thở ân Đức Phật là an trú thôi. Thì trong bài kinh này Phật dạy cho mình cái thời gian tinh tấn rồi hành thiền tu tập là thời gian nào nha. Bài kinh này quan trọng nè. Có năm phi thời để tinh cần. Thế nào là năm phi thời? Tức là không có hợp thời á. Này các tỳ kheo, tỳ kheo già yếu bị già chinh phục. Tức là khi mà mình già rồi, lúc này còn thuận duyên để mà tu nữa không? Không còn tu, thuận duyên nha. Dĩ nhiên già tu cũng được, nhưng mà già rồi thì rất là khó tu. Đấy, thấy chưa? Thứ hai, tỷ kheo bị bệnh hoạn chinh phục. Tức là mình bị bệnh, khó tu không? Rất là khó tu, rất là khó tinh tấn. Và thứ ba, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực. Tức là sao? Nói về người xuất gia, có những cái giai đoạn đó quý vị. Ví dụ như thầy nói, có những cái giai đoạn Phật pháp của mình gọi là pháp nạn. Nhưng cái thời đó nó cũng khó khăn muôn bề. Cũng khó khăn muôn bề. Cái chuyện mà nội lo cái chuyện mà tứ sự thôi đã khó khăn rồi. Bây giờ là thầy nói sướng lắm, đầy đủ nhiều lắm đó quý vị. Đầy đủ hơn thời khó khăn rất là nhiều. Rồi, đó là nói với người xuất gia. Còn với người cư sĩ nha. Bây giờ quý vị có đang sống trong cái thời mà bây giờ đói khát, đói khổ như ngày xưa không? Không có. Khổ thì cũng khổ thiệt, nhưng mà không có khổ đến nỗi mà phải chết đói, thấy không? Có ai đây bị chết đói không? Có đâu. Có ai bị chết đói đâu. Nhưng mà mấy chục năm trước ở đất nước mình có không? Đó. Giờ thầy hỏi là mình sinh vào cái giai đoạn đó tu nổi không? Nó là chung mà, chứ đâu phải riêng ai đâu. Nếu mình sống trong một cái giai đoạn nào đó mà khó khăn chung á, thì đó với người cư sĩ nha cũng là một cái chướng ngại. Và trong Phật pháp có những giai đoạn pháp nạn của Phật giáo, mình ở trong cái giai đoạn đó nha. Tứ sự nổi cái đồ ăn thôi để mà hất thực thôi là đã khó rồi. Hất thực có sức khỏe thôi. Thầy có nghe một ni sư kể trong cái giai đoạn đó mà quý vị biết à, để có một cái y á, có một cái y, có một bộ đồ mới thôi là khó. Quý vị tin ngày xuất gia của thầy thì có một bộ đồ không? Cái này là sự thật. Cái ngày mà thầy được xuất gia thì có một bộ đồ thôi, một bộ đồ tu á, một bộ thôi. Mà chùa lúc đó thầy nhớ đó là ở trong cái chân núi mà mùa hạn hán là không có nước. Cho nên là muốn lấy nước phải đi 5-7 cây á. 5-7 cây mà lúc đó là đã, chùa đã có chiếc xe Honda rồi. Thầy phải chạy ra đó thầy chở nước hàng ngày trở về. Hoặc có khi nếu dùng ít thì vài ngày chở một lần. Thì cái buổi sáng mà thầy chuẩn bị được xuất gia là thầy nhớ còn sáng sớm. Thầy mặc cái quần lam, áo là áo thun trắng nha. Không có dám mặc áo lam đâu. Vì biết tại sao không? Hả? Sợ nó dơ, nó ướt. Lát nữa mặc đẹp lên lễ xuất gia. Thầy còn nhớ rõ luôn thiệt. Bởi vì thầy kể ra thầy cảm động lắm luôn á. Thầy rất là lúc đó thầy hạnh phúc vô cùng. Lúc đó thầy học chú Lăng Nghiêm ở đâu có mấy ngày, 12 ngày thuộc bài chú Lăng Nghiêm. Lúc đó tâm mình nó trong trắng. Ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em lên đại bàng. bắt đầu càng lúc đó đi vô tu đâu có biết gì đâu nha. Chỉ có ngày học kinh với tu thôi. Học không hiểu gì hết. Chú Lăng Nghiêm có hiểu gì đâu. Chú Đại Bi thì thôi, chú Đại Bi là học buổi là thuộc rồi nha. Vô học mấy cái bài thi kệ có hiểu gì đâu. Mà đâu có hiểu cái bài kinh ngày xưa còn nhỏ mà. Thầy kêu học thì học thôi. Không hiểu gì hết. Chú Lăng Nghiêm thầy học nhanh thuộc là lý do là đâu? Sợ ma.
Cái này nói thiệt, sợ ma, ở trong chân núi sợ ma dữ lắm. Tối ngủ mà nghe tiếng chó sủa cứ nghĩ là ma đang xuống gặp mình, đúng không? Sợ lắm. Mà nghe ông bà xưa nói là đi tu thì sợ lăng nghiêm, đi lính thì sợ ra ải. Đó, ngày xưa nói đó. Thầy không hiểu, không hiểu sao mà cái chuyện đi lính nó sợ ra ải. Ông nói mà đi tu sợ lăng nghiêm, tại sao đi tu sợ lăng nghiêm? Sau này mở chú lăng nghiêm ra, trời ơi nó dài. Quý vị đọc chú lăng nghiêm chưa? Đọc chưa mà dài dữ lắm, có người học mấy năm không thuộc luôn hết. Có nhiều chú cái duyên sao học thuộc. Thì ngày đó thầy đi tu là thứ nhất là tâm mình nó trong trắng, không có nghĩ gì hết đó, nên học nhanh. Thứ hai là sợ ma, thiệt là sợ ma dữ lắm. Ngày xưa ăn ngọt cho nên sợ ma. Cho nên ai mà muốn đỡ sợ ma, bớt ăn ngọt dùm nha. Ăn ngọt có làm cho người mình âm nhiều quá. Âm nhiều cái xong mình nhút nhát lắm, mình sợ lắm, gặp gì cũng sợ, làm gì cũng sợ hết trơn á nha. Nếu mà cơ thể mình nó âm nhiều, nó khiến cho mình hay có cái cảm giác ở ngoài nghe tiếng lá rơi là tưởng ma không à. Còn bây giờ mình hiểu đạo, ngoài hiên chiếc lá nhẹ rơi, tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng, ví dụ vậy đó. Nhưng mình thấy tiếng lá rơi tự nhiên mình có cái giáo lý vô thường. Còn ngày xưa thấy rơi nhẹ cái mình tưởng ma không à. Đó, ngày xưa tâm rất là trong trắng. Cái ngày thầy xuất gia thầy có đúng một bộ đồ thôi. Rồi, để thầy kể cho quý vị ngày mà thầy có nhiều đồ, quý vị muốn nghe không? Nghe tiếp không? Đến bây giờ thầy nhiều đồ lắm, Phật tử cúng mà đến nỗi đây. Cái y này là cái y cuối cùng thầy nhận Phật tử ra, mới nhận. Thầy nói thôi bây giờ 3 năm sau mới cúng y cho thầy nha. Bây giờ Phật tử quý cúng, thầy nói thôi bây giờ thầy đủ y rồi. Rồi bây giờ muốn cúng để thầy dùng mấy cái y này 3 năm sau rồi hãy cúng. Đó, đây mới vừa rồi. Thì thầy nhớ lúc đó thầy đi học rồi, mà vẫn không có đồ mới đâu nha, đồ cũ không à. Mà quý vị biết là thầy không có biết may đồ, cũng không có biết ủi đồ, thầy chưa bao giờ ủi đồ. Và chưa bao giờ vá đồ, tại vì không có biết vá. Cái bữa đó lên giảng đó, thầy còn đi học giảng sư, thầy lên thầy giảng. Giảng xong đại ý thầy giáo thọ thầy cũng khen lắm. Sau khi thầy khen xong, trời ơi thầy la quá la luôn. Ông là giảng sư mặc ăn mặc đồ, trời ơi là trời, nhìn cái tướng của ông kìa. Tại vì thầy mặc cái đồ nhăn nheo, quý vị hiểu không? Nó đâu có đồ mặc đâu, quần áo nhăn nheo. Rồi thầy cảm ơn lời dạy của hòa thượng dữ lắm luôn á. Tại vì sau khi hòa thượng la xong, bắt đầu từ ngày mai thầy có quá chơi đồ luôn. Quý thầy cho đồ, thầy nhớ luôn á, kỷ niệm. Thì ở đây á, nhớ quý vị là có những cái giai đoạn á, mà Phật Pháp mình gặp pháp nạn á nha, tứ sự khó khăn lắm. Còn Phật tử á, có những cái giai đoạn á, cái miếng ăn còn không đủ mà. Thì làm sao mà yên tâm mà còn có điều kiện để mà mình lo hộ trì tám bảo, phải không? Thì nếu mà mình gặp trong cái giai đoạn đó khó tu không? Khó tu ha. Thứ nhất là già nè, thứ hai là bệnh, thứ ba là rất là khó khăn trong cái chuyện miếng cơm manh áo. Và thứ tư là sợ hãi về giặc cướp. Đó, tức là thời đó làm sao? Chiến tranh. Hồi nãy là đói khát. Nếu mình sanh trong cái thời kỳ chiến tranh, tu nổi không? Già là khó tu, bệnh là khó tu, khó khăn về vật chất là khó tu. Nếu mình sống trong thời kỳ chiến tranh, khổ không? Khổ lắm. Thời đó muốn tinh tấn, muốn cố gắng tu được không? Không khó đâu, khó lắm. Và cái thứ năm là gì? Đó là khi chúng tăng bị chia rẽ, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Tức là sao quý vị? Tức là mình sống trong thời kỳ đó, bắt đầu chư tăng không còn hòa hợp. Và từ từ thì hình tướng của chư tăng sẽ không còn, mà không còn hòa hợp. Mà không còn hòa hợp hoặc là từ từ chư tăng không còn ở cõi đời này nữa đó, thì sao? Thì Phật Pháp từ từ sẽ biến mất thôi. Cho nên nếu quý vị muốn cho Phật Pháp của mình lụi tàn, quý vị biết bằng cách nào không? Muốn cho Phật Pháp mà gọi là biến mất, hay là Phật Pháp mà gọi là nhanh vào cái thời mạt Pháp, hay là Phật Pháp không có phát triển đó, bằng cách nào? Là không còn chư tăng. Thì nhớ nha, không còn chư tăng. Cho nên ai mà nói quy y nhị bảo là một, thì nói là một cái hiểu lầm vô cùng lớn luôn. Quy y tăng không có phải là quy y cá nhân, nhớ chưa? Cái từ tăng trong tam bảo á, thôi lát để giảng quy y đi, cái ý này là giảng lát giảng trong bài giảng quy y đi ha. Hay là muốn nghe ta? Nghe không? Nghe đi. Tăng á, cứ nhìn tăng vậy nè, tăng là một đoàn thể. Vì nhớ nha, tăng là đoàn thể. Và tăng là một đoàn thể, vậy thì cái vị mà đứng ra quy y cho quý vị, ví dụ như thầy đi, hoặc là quý thầy, thì đó là cá nhân đứng ra quy y đưa mình về đoàn thể tăng, đưa về tăng bảo. Chứ không phải là quý vị quy y với thầy là đệ tử của thầy, không phải, nhớ không? Mà diễn nhiên trên cái hình thức gần mình thấy là con quy y với thầy cũng là đệ tử của thầy. Nhưng mà mình cái quy y tăng ở đây là một đoàn thể tăng, là một hội chúng tăng, chứ không phải là cá nhân tăng. Là thứ nhất, tăng ở đây là gì? Quý vị còn nhớ ân Đức Phật có mấy? Mấy ân? Ân Đức Pháp có mấy? Ân Đức Tăng có mấy?
chính ân, đúng không? Khi mình sợ hãi, mình an trú trong ân Đức Phật có hết sợ không? Có. Ân Đức Pháp có hết không? Ân Đức Tăng có hết không? Mà mình thấy cái vị Tăng đó có vấn đề, cái mình an trú trong cái vị Tăng đó tu học không có đàng hoàng, mình hết sợ không? Không có hết. Vậy thì Tăng ở đây là gì? Là chỉ cho Thánh Tăng. Thì hiểu không? Đó là bậc Thánh. Cái là Tăng mà gọi về bản chất á, thì tất cả nha, thầy xin nói lại cái chỗ này nè, là vị nào không phân biệt nam nữ cư sĩ hay xuất gia mà vị đó chứng thánh thì vị đó gọi là Tăng. Được chưa? Là cái nghĩa Tăng ở đâu? Phật nói kinh nào? Rất là nhiều kinh Phật nói, thì là lấy dẫn chứng trong kinh Tam Bảo hay kinh Đầu Ngọn Cờ. Đọc lại ân Đức Tăng là gì? Tăng là bốn đôi và tám bậc thánh quả. Thì bốn đôi là gì? Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, hay là sơ quả nhị quả tam quả tứ quả, mà sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo đó, rồi là bốn đôi hoặc là tám bậc thánh quả. Vậy thì cứ vị nào đắc thánh thì trong bản thể vị đó gọi là Tăng. Cho nên quý vị đừng có nghĩ quy Tăng là quy cá nhân nha. Nên thầy biết có nhiều cái trường hợp như vậy luôn, mà thường trường hợp này là không học giáo lý. Này, con á, thôi con quy y Phật pháp thôi, con đi chùa con thấy cái việc đó như vậy, con không quy y Tăng. Đừng có nghĩ như vậy, mình quy y Tăng là một đoàn thể đệ tử của Phật mà. Đó, bây giờ thầy nói giả dụ nha, bữa nào mình có buồn giận cái vị Tăng đó thì cá nhân vị đó thôi, chứ tại sao mình bỏ Tăng Bảo? Bởi vì nghĩ coi cuộc đời này không còn Tăng Bảo nha. Mình nói như vậy đó, nhưng mà thật ra không còn Tăng Bảo. Mình học ở đâu? Ủa, mấy cái bài kinh này ở đâu ra? Mấy cái bài kinh quý vị đọc, ví dụ cái bài kinh Tăng Chi chương 5 pháp phẩm truyền cái, kinh Thời Gian Để Tinh Cần, mình biết từ đâu mà có cái bài kinh này không? Hả? Tự nhiên đầu tiên là phải có Phật, đúng không? Phật chứng ngộ, Phật dạy, đúng không? Bắt đầu cái bản này là nằm trong tiếng Pali nè. Ai dịch ra cho mình cái bản này đây? Ai dịch đây? Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình nè. Mình không quy y Tăng, không có Hòa Thượng, hôm nay mình tự đọc vô bản Pali được không? Mình nói hay lắm, đưa cái bản Pali, mình đâu có biết đọc, đưa bản Pali sao thầy đọc được? Nó không cần Tăng thì ủa kinh ở đâu mình đọc vậy? Thầy nói câu đầu tiên nha, mình nói con không cần Tăng nha. Ủa kinh đâu mà quý vị đọc vậy? Cái bản kinh quý vị đọc ở đâu vậy? Tự nhiên có cái bản kinh đó hả? Nó nằm trong tiếng Sanskrit, nằm trong tiếng Pali, sao mình đọc? Nó nằm trong tiếng Hán cổ mình đọc được không? Đâu có đọc được, đúng không? Vậy thì nhờ có chư Tăng á, có những chư Tăng giỏi pháp học, giữ gìn pháp học. Có những tư Tăng á, tu đắc chứng ngộ, giữ gìn pháp hành. Chứ mình phải hiểu Tăng là vậy đó nha. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là vậy. Thì ở đây, nhưng quý vị phải nhớ, như trong kinh này Phật nói sẽ có một thời gian, sẽ có một lúc là chư Tăng sẽ mất hòa hợp, và từ từ chư Tăng sẽ không còn ở cuộc đời. Và nếu mà chư Tăng không còn ở cuộc đời thì đó là mình gọi là giai đoạn gì? Mạt Pháp. Để thầy nói một cách vắn tắt về Mạt Pháp cho nha. Nhớ như vậy nè, Mạt Pháp không có nghĩa là Phật Pháp không còn ở thế gian. Không có phải như vậy, nhớ không? Tại vì Pháp Phật là chân lý. Bát Chánh Đạo nè, có phải là chân lý không? Chân lý. Ai tu theo đúng Bát Chánh Đạo là đắc thánh. Ai tu theo giới định tại là đắc thánh, đúng không? Rồi, vậy thì Mạt Pháp á, là thời kỳ người ta không biết đến Phật Pháp nữa. Chứ không có phải là Bát Chánh Đạo mất. Nhớ định tuệ vẫn còn, Bát Chánh Đạo vẫn còn. Chỉ có điều không ai đủ khả năng trình độ để hiểu Bát Chánh Đạo là gì, chánh kiến là gì, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là gì thôi. Không ai biết niệm định tuệ là gì, giới định tuệ là gì nữa thôi. Chứ giới định tuệ vẫn là như vậy, cứ mình tu đúng là đắc thánh thôi. Nhưng mà vì không còn ai biết nữa thì cái đó gọi là Mạt Pháp. Mà nó mạt như thế nào? Mạt theo từ từ nha. Đầu tiên là sẽ không còn người đắc nữa. Nhớ không? Không còn người đắc thánh nữa. Vẫn còn người hành nha, vẫn còn người hành, vẫn còn người học, vẫn còn tăng tướng, vẫn còn xả lợi, nhưng mà không còn ai đắc nữa. Và sau cái thời kỳ không còn ai đắc nữa thì sẽ đến không còn ai, không còn ai hành nữa hết trơn. Không còn ai hành theo giới định tại dù không đắc nhưng mà vẫn còn người hành. Đến một thời gian không còn ai hành pháp luôn, chỉ có học pháp thôi, học thôi chứ không có hành. Và đến một thời gian không còn ai học luôn, chỉ còn hình tướng người tu thôi. Vẫn còn hình tướng người tu, vẫn còn đầu tròn áo vuông, vẫn còn y áo nha quý vị, vẫn còn hình tướng người tu. Đến một thời gian không còn hình tướng người tu luôn, vẫn còn xá lợi của Phật, để còn một chút để mà mình còn niềm tin. Và đến thời gian luôn, mất hết xá lợi của Phật luôn. Thì đó là mình tạm hiểu là những cái giai đoạn mạt pháp đó. Trong chú giải có nói như vậy. Thì đó là những cái giai đoạn mạt pháp nha. Thì bây giờ mình còn phạt pháp không? Còn không? Còn người đắc nè, còn người hành nè, còn người học nè, phước quá phước luôn á. Cho nên mạt bây giờ là do mình không có chịu học á, không chịu tu á nha. Vậy thì bây giờ mình nói lại năm cái điều này.
Nói lại bài giảng quá dài rồi phải không? Thầy giảng một gần một tiếng rưỡi đây ha, không hết bài rồi. Năm cái điều này nè, là nếu mà những cái lúc nào mình già, mình bệnh, nằm trong cái lúc khó khăn về đời sống vật chất, trong cái lúc mà chiến tranh khó khăn và trong cái lúc mà không còn chư tăng hoặc chư tăng chia rẽ, thì lúc này muốn tu rất là khó. Cho nên mình phải có cái tư duy nha, cư an tư nguy. Bây giờ còn khỏe lo mà tu đi, còn trẻ lo mà tu đi. Bây giờ trong cái lúc nè không có đói khát nè, không có quá khó khăn về cơm áo gạo tiền, lo mà tu đi. Bây giờ không có lâm vào cái cảnh chiến tranh này, lo mà tu đi. Bây giờ còn tăng chúng nè, lo mà tu đi. Thật ra còn cỡ vài chục năm trước thôi, có những cái bản kinh như vậy mà đọc khó lắm nha, không có. Cái tài liệu rất là ít để cho mình đọc. Đó. Thì thôi bây giờ thầy dạy một câu cuối nữa thôi nha. Một cái đoạn cuối cùng đi, bây giờ chứ không hết bài kinh rồi. Bây giờ thầy sẽ dạy quý vị cái chỗ đoạn cuối cùng của cái bài giảng hôm nay. Đó là có ngài Thiền sư Linh Hữu á, là nằm trong cái bài Quy Sơn Cảnh Sách đó. Quy Sơn Cảnh Sách đó là một trong bốn cái bộ luật á, Tỳ Ni Sa Di Oai Nghi Cảnh Sách mà người xuất gia mới vào thường học thuộc. Là Tỳ Ni những cái bài kệ á, Sa Di là 10 giới, Oai Nghi là 24 Oai Nghi, và Cảnh Sách là cái bài văn cảnh sách này của ngài nè. Thì trong cái bài văn cảnh sách này á, là giống như ngài Sách Tấn mình tu tập. Và quý vị thấy trong cái văn rất là hay. Thầy đọc cái nguyên văn nha. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, chiều tồn tịch vong, sát na dị thế, thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải yến nhiên không quá. Có nghĩa là gì? Vô thường già bệnh, không hẹn một ai, sớm còn tối mất, trong khoảng sát na đã qua đời khác, giống như xương của mùa xuân, móc của ban mai, chốc lát liền không, như cây bên bờ vực, như những thực vật leo mọc trên vách giếng, làm sao có thể lâu bền được. Niệm niệm nhanh chóng nối nhau, trong một sát na chuyển hơi thở thì đã là đời sau, làm sao có thể yên lòng để đời mình trôi qua vô ích như thế được. Đó là cái nguyên văn của ngài. Đây là một lời của một vị tổ của thiền sư Linh Hữu trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách, như là một trong bốn cái quyển luật mà người xuất gia nên học thuộc á. Thì ở đây quý vị thấy ông ngài nói là thời gian trôi qua rất là nhanh. Và thường thường ở trong chùa á, quý vị, khi mà thỉnh chuông đại hồng á, quý thầy hay kết chuông, quý thầy hay đọc cái câu là mà ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy nên tinh tấn, thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi, chớ để tháng ngày trôi qua oan uổng. Đó, ngày nay đã qua rồi, đời sống ngắn lại, đừng có oan uổng một cái ngày vô ích. Có một thiền sư á, khi mà mỗi cái chiều hoàng hôn như vậy nè, bây giờ mình sắp chiều, lát quý vị ra quý vị nhìn hoàng hôn. Mỗi lần nhìn hoàng hôn á, thì ngài khóc quý vị, ngài khóc. Tại sao ngài khóc? Tại vì ngài thấy hết một ngày rồi, mà cái chuyện mà đạo quả của mình nó chưa có tới đâu. Ngài khóc. Mỗi lần cứ buổi chiều nhìn hoàng hôn là ngài khóc. Thầy không có quên cái đoạn thơ của ngài. Cái đoạn thơ của ngài, ngài nói hay lắm. Ngài nói là giống như là cứ mỗi chiều nhìn hoàng hôn qua cái cửa sổ như vậy. Hôm nay là thứ hai, ngày mai là thứ ba. Cái tuổi đời thì thêm lớn, mà cái đạo quả tu học thì chưa tới đâu. Thì thầy cũng mong rằng là thời gian dòng thác lũ, đời người cuốn trôi mau, chiều hoàng hôn buông xuống, ta sống được bao lâu. Thôi mình ý thức như vậy để cho mình tinh tấn nha. Thôi thì hôm nay thầy giảng đến đại chúng bài pháp thoại với cái chủ đề là cư an tư nguy. Ở yên thì nhớ lúc khó khăn, lúc trẻ thì nhớ đến lúc già, lúc khỏe thì nhớ đến lúc bệnh, lúc sống thì nhớ đến lúc chết nha. Lúc đầy đủ nhớ cái lúc khó khăn, lúc bình an nhớ đến lúc nguy khốn, lúc trong sinh tử nhớ đến lúc mà giải thoát, để mà tinh tấn tu tập. Và phải ý thức rằng mình đang còn rất là nhiều cái phước ở hiện tại để mà tinh tấn tu học. Hay mong cho đại chúng nghe cái bài pháp này có một vài ý pháp quý vị nhớ được để tu tập được tiến bộ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.